Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 16. Trong đồng tử của Tác Âu phản chiếu đế giày của Diệp Bắc Minh, cái đầu bị dẫm nát giống như quả dưa hấu. Toàn thân mấy người run lên. Lang thần không dám tin, Diệp Bắc Minh, mày đã giết Tác Âu. Cậu ta là con trai của lôi thần đó. Bruce Rudolph cũng phát điên, gào lên nói, nổ súng cho tôi. Pằng pằng pằng. Một đoàn đại binh hùng quốc nổ súng, đó đều là binh vương hàng đầu của đội hải quân lục chiến. Đạn dược cũng được chế tạo từ hợp kim đặc biệt, cho dù là nội lực của võ giả, cũng không ngăn được loại đạn xuyên giáp này. Tinh tinh tinh. Đạn rơi trên người Diệp Bắc Minh, lại giống như đập vào tấm thép, tất cả bắn ngược trở ra. Muốn chết mà. Diệp Bắc Minh hành động, xông về phía pháo đạn. Phù quang lược ảnh, tay cầm kiếm đoạn long xông về phía chiến đội hải quân lục chiến của Hùng Quốc. Kiếm đầu tiên. Hơn trăm binh vương như chó chết, bị kiếm khí cuốn lên bầu trời, đoành, một tiếng nổ tung. Đúng là như ngày tận thế. Kiếm thứ hai. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống một quả pháo rơi xuống đám đông, cuồng phong gào thét, bụi mù khắp trời. Đợi khi bụi mù lắng xuống, ở chỗ cũ chỉ còn lại một cái hố sâu đường kính mười mấy mét. Trong hố toàn là máu. Chỉ hai đường kiếm thôi, hơn 1.000 binh vương chiến đội hải quân lục chiến Hùng Quốc đều bị chém sạch. Khuôn mặt già của Bruce Rudolph run lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh cậu cậu. Kiếm thứ ba. Soạt. Đầu của Bruce Rudolph bay cao. Diệp Bắc Minh không nhìn ông ta thêm một cái, xông về phía lang thần ở một bên. Lang thần bỗng nổi giận, rú lên một tiếng, ru. Các con, xé xác hắn đi, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Hú hú hú. Đôi mắt của 300 người sói tanh máu, móng vuốt điên cuồng cào bùn đất dưới mặt đất. Cạch cạch cạch. 300 người sói cùng xông đến, bụi mù ngập trời. Khí thế sánh được với thiên quân vạn mã. Diệp Bắc Minh cười hung dữ một tiếng, đến đúng lúc lắm. Tao muốn xem. Là bất diệt kim thân quyết của tao mạnh, hay là cơ thể người sói chúng mày mạnh hơn? Anh cất kiếm đoạn long. Cả người hóa thành một huyết ảnh xông vào trong đại quân 300 người sói. Doạt! Tóm chặt người sói xông đến phía trước nhất, hai tay khép lại, sau đó giật thật mạnh. Mưa máu ngập trời. Một người sói bị Diệp Bắc Minh xé thành hai mảnh. Hú hú hú! Đám người đói liều mạng xông lên, bao vây Diệp Bắc Minh. Xoẹt xoẹt xoẹt! Bên trong vang lên tiếng máu thịt bị xé vụn. Lang thần cười tàn nhẫn, đồ ngu, trước mặt đại quân người sói có huyết mạch nghịch thiên, đội xe tăng cũng không chống lại được. Các con cứ ăn no một bữa đi. Lang thần cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đặt giờ đếm ngược, các con có 3 phút để ăn thịt. Thượng tướng Ưng Quốc mất hứng xua tay, tôi còn có đoàn quân 300.000 người, còn chưa nổ phát súng nào, Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Chẳng thú vị chút nào, chẳng thú vị chút nào. Lang thần lại nhìn đồng hồ, mới 20 giây thôi, tôi còn cho rằng hắn có thể kiên trì được 3 phút, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Vạn Lăng Phong mặt xám như cho, chủ nhân, bị ăn thịt rồi ư. Lục Khi Xương sợ đến khuôn mặt trắng bệch, một khi Diệp Bắc Minh chết. Kết cục của cô ta, nghĩ cũng biết. An Nhã sợ đến gần ngất xỉu. Lúc này, cách đó mấy km. Trên một đỉnh núi. Một bóng đen đứng ở đó, cầm kính viễn vọng nhìn về phía bên này. Đó chính là điện chủ của điện huyết hồn huyết hồn. Con mắt của ông ta nhìn chằm chằm 300 người sói đó, Diệp Bắc Minh bị người sói ăn thịt rồi. Ánh mắt có chút quái dị. Liền sau đó, đôi mắt của huyết hồn nghiêm lại, không đúng, Diệp Bắc Minh không dễ dàng chết như vậy. Hú hú, hú hú. 300 người sói đang ăn máu thịt của Diệp Bắc Minh, tất cả bao vây lại. Phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Bụi đất mù trời, che lấp 300 người sói. Cho dù không nhìn được tình hình của cuộc chiến, cũng có thể đoán ra, e rằng Diệp Bắc Minh đã bị gặm đến không còn một cái xương. Hồng Y đại giáo chủ thở dài một tiếng ầy. Quay người định bỏ đi. Ông ta còn cho rằng, phải cần đến ông ta ra tay. Bây giờ xem ra không cần nữa. Đúng lúc Hồng Y đại giáo chủ quay người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng hồi tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Hú hú. Sau đó, đám người sói phát ra tiếng kinh sợ, quay người chạy thục mạng. Đám người sói đang bỏ chạy. Bỏ chạy như phát điên. Xoẹt.
Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, bụi đất dần lắng xuống. Một huyết ảnh xuất hiện. A! À. Lang thần kêu thảm một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim cũng sắp nổ tung. Có một huyết ảnh giữa chiến trận. Trên người anh phát ra huyết quang đáng sợ, giống như một sát thần, tóm một người sói, tiện tay xé nát. Thì ra vừa nãy không phải là âm thanh Diệp Bắc Minh bị ăn thịt, mà là âm thanh anh xé vụn cơ thể người sói. Thô bạo, hung tàn. Thượng tướng Ưng Quốc Trừng mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, dường như ngừng hít thở. Ông ta sợ đến lùi lại liên tiếp. Không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể? Suýt, ông ta hít khí lạnh, da đầu cũng sắp nổ tan. Hồng Y đại giáo chủ nghe thấy tiếng kêu, cũng lập tức dừng lại quay đầu nhìn. Cơ thể già nua ngẩn ngơ. Diệp Bắc Minh như sát thần, tiện tay tóm một người sói. Rắc một tiếng, vặn gãy cái đầu. Sau đó, tấn công mốt quyền, chọc xuyên lồng ngực của một người sói. Anh lại giơ tay, dùng nội lực khủng bố hút một người sói lại, tóm lấy hai vai của đối phương. Phụt! Xé thành hai mảnh. Đúng là máy xay thịt. Đồng tử của Hồng Y đại giáo chủ co lại thật mạnh, ngay cả ông ta cũng kinh hãi. Hú! Lúc này, tiếng kêu thảm của đám người sói vô cùng nhức tai. Lang thần cũng thộn người. Thẫn thờ tại chỗ, toàn thân run lên. Chỉ có đại quân người sói bọn họ tàn sát người khác. Đâu có người khác tàn sát bọn họ. Lục Khi Xương Trừng mở to đôi mắt, cơ thể không ngừng run lên. Cuối cùng cô ta đã biết, Diệp Bắc Minh đáng sợ đến mức nào. Chủ nhân, suýt. Vạn Lăng Phong hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt vừa chấn hãi vừa vui mừng. Phía xa, cho dù huyết hồn cách mấy ngàn mét, vẫn cảm nhận thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày là quái vật gì? Lúc này, toàn thân Diệp Bắc Minh được bao bọc trong máu tươi. 300 người sói đang giảm số lượng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. 200. 180. 100. 80. 30. 10. 0. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, 300 người sói đều bị Diệp Bắc Minh xé xác, thi thể của người sói ngổn ngang khắp mặt đất. Máu chảy thành sông. Lang thần nuốt nước miếng. Nhìn đồng hồ theo bản năng. Đồng tử co mạnh lại. 300 giây. Mới chỉ qua 300 giây. 300 giây, 300 người sói bị giết sạch. Một giây giết một người. Điên khùng. Điên khùng hoàn toàn. Dưới bầu trời này đâu có kẻ như vậy. Bỗng nhiên, lang thần có cảm giác nguy hiểm. Diệp Bắc Minh cuộn lên huyết khí toàn thân, xông về phía ông ta. Muốn chết hả? Lang thần gầm lên một tiếng. Diệp Bắc Minh đã xông đến. Thương Long Kình tấn công ra một quyền. Phập, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay của Lang Thần bị tấn công nổ tung, ông ta vừa phát ra một tiếng kêu thảm thiết a. À. Rồi đột ngột im bặt. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh giáng xuống vị trí tim của ông ta. Phụt, cú đấm xuyên thủng, một cái lỗ đáng sợ xuất hiện. Cơ thể của Lang Thần bay đi, bỏ mạng tại chỗ. Đó là lang thần của lang quốc đó. Thế mà lại chết như vậy. Soạt. Diệp Bắc Minh nhìn qua. Thượng tướng Ưng Quốc sợ đến lùi lại liên tiếp, gầm thét nói, nổ súng cho tôi. Tấn công nơi này thành đống đổ nát. Một đám cận vệ hộ tống thượng tướng Ưng Quốc mau chóng lùi lại. Hồng Y đại giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mặt nặng như nước, đôi mắt vô cùng băng lạnh. Diệp Bắc Minh, mày đúng là khiến người ta bất ngờ. Thực lực này, độ tuổi này, tao có thể cho mày một cơ hội, gia nhập thánh đường, trở thành một thành viên của tòa thánh. Soạt, Diệp Bắc Minh cũng chẳng có ý trả lời, bóng hình xông giết đến như quả bom. Trong chớp mắt, đã xuất hiện trước người Hồng Y đại giáo chủ. Đập một quyền đến, muốn chết hả? Hồng Y đại giáo chủ quát lên một tiếng, giơ quyền trượng hoàng kim trong tay, đập mạnh về phía Diệp Bắc Minh. Bốp một tiếng vang lên. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh hóa thành bàn tay, tóm chặt quyền trượng hoàng kim. Hồng Y đại giáo chủ ngẩn người, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, nhóc con, mày lại dám đọ sức ngay sát gần tao. Chẳng lẽ mày không biết, thời trẻ, bản giáo chủ được gọi là đại lực sĩ cường mạnh nhất Jerusalem sao? Giơ tay, tấn công ra một quyền. Mang theo luồng gió mạnh cuồn cuộn, dường như không khí cũng sắp bị xé rách. Diệp Bắc Minh đưa tay ngăn cản.
Hồng Y đại giáo chủ cười hung dữ, ha ha ha, ngu xuẩn. Ba chữ, đến cùng cực, chưa kịp nói ra miệng. Một cảnh khiến ông ta chấn kinh xuất hiện, Diệp Bắc Minh lại tóm chặt nắm đấm của ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, phía sau Diệp Bắc Minh, hiện lên một con rồng màu máu. Lúc ẩn lúc hiện, dữ tợn, cuồng bạo. Hồng Y đại giáo chủ hỏi theo bản năng, đây là cái gì? Một luồng sức mạnh đáng sợ nổi lên. Sau đó, Diệp Bắc Minh lật tay tóm chặt cổ tay của Hồng Y đại giáo chủ, bẻ thật mạnh. Rắc một tiếng giòn tan vang lên. Cánh tay của Hồng Y đại giáo chủ gãy luôn. Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh, đại lực sĩ. Ông có thể bùng phát ra sức mạnh 3 triệu cân trong chớp mắt không? 3 triệu cân. Vãi. Đồng tử của Hồng Y đại giáo chủ co lại. Diệp Bắc Minh đã đưa hai tay ra tóm chặt hai cánh tay của ông ta. Long đế quyết và thương long kình. Sử dụng cùng một lúc. Hồng Y đại giáo chủ kinh hoàng, mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh trả lời, cho ông nếm thử mùi vị bị xé rách. Xoẹt. Diệp Bắc Minh lại dồn lực vào hai cánh tay, cơ thể của Hồng Y đại giáo chủ bị xé toạc tại chỗ. Kinh hãi sốc nặng. Nhìn thấy cảnh này, lông tóc toàn thân Lục Khi Xương dựng đứng lên, ngài đã xé vụn một Hồng Y đại giáo chủ. Vạn Lăng Phong sớm đã khâm phục sát đất, chủ nhân, nghịch thiên. Cách đó mấy km, toàn thân điện chủ huyết hồn run lên, khóe mắt co giật liên tục, mẹ kiếp, hắn là quái vật gì? Không được, nơi này không thể ở lại lâu. Bỗng nhiên, trên không trung vang lên tiếng vù vù. Mấy chục quả đạn đạo cùng bay đến trong một lúc, phá vỡ không trung mấy trăm mét. Đồng tử của Vạn Lăng Phong cũng sắp trố ra, thiếu chủ, đó là đạn đạo xuyên lục địa NB2, AA-13 của Ưng Quốc, một quả có thể tấn công phá hủy cả một tòa nhà cao chọc trời. Lục Khi Xương sợ đến trượt ngã xuống đất, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, chúng ta sắp chết rồi sao? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu. Trong đôi mắt phản chiếu mấy chục quả đạn đạo từ không trung bay đến. Xoạt! Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, tốc độ di chuyển của người nọ nhanh tự yêu ma. Người nọ tóm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, nói, đi thôi. Diệp Bắc Minh vui mừng, Lục Sư Tỷ, sao chị lại ở đây? Lục Sư Tỷ vội đáp, thừa thái, chị vẫn luôn ở đây âm thầm bảo vệ em mà, đi mau. Diệp Bắc Minh chỉ vào Lục Khi Xương và An Nhã nói, Lục Sư Tỷ, chị dẫn theo hai người bọn họ đi, còn em dẫn theo Vạn Lăng Phong. Em cân được sao? Lục Sư Tỷ nhíu mày. Diệp Bắc Minh gật đầu nói, cân được hết. Được. Lục Sư Tỷ từ từ bước ra, tóm lấy Lục Khi Xương và An Nhã. Diệp Bắc Minh tới trước mặt Vạn Lăng Phong, tóm lấy cánh tay ông ta nói, Lăng Phong, đi thôi. Hai người nhanh chóng lao đi theo sau ba người kia. Chân vừa mới bước khoảng 500 thước thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Sau lưng bọn họ, ánh lửa dâng lên ngút trời. Một làn sóng quét qua như cơn sóng thần. Diệp Bắc Minh quay đầu lại chém ra một kiếm, bổ làn sóng ấy ra làm đôi. Từng đám mây hình nấm khủng khiếp nối đuôi nhau hiện lên, làn sóng nhiệt lan ra khắp trời. Cả một trang viên yên lành chìm trong biển lửa. Con người Diệp Bắc Minh phản chiếu ánh lửa ngập trời ấy. Ánh mắt anh lạnh đến cùng cực. Ưng Quốc à! 300.000 quân lính sao? Xem ra các người muốn giết tôi thật. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long, lao về phía quân lính đang ở cách đó không xa, Lục Sư Tỷ, em giao ba người họ cho chị đó. Cảnh ấy khiến Lục Sư Tỷ sửng sốt. Tiểu sư đệ, Vạn Lăng Phong ngơ ngác, chủ nhân lao thẳng tới chỗ 300.000 quân lính kia ư. Một mình chủ nhân đối đầu với hơn 300.000 quân lính của Ưng Quốc sao? Cùng lúc đó, đại bản doanh ba đội quân của Ưng Quốc, thượng tướng của Ưng Quốc, Wilson đang ngồi trong phòng chỉ huy. Tiếng nổ đùng đoàng truyền tới từ màn hình, trang viên yên bình chìm trong lửa đạn, nó đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một thiếu tướng da trắng bước tới báo cáo, tướng quân, lửa đạn đã bao phủ cả trang viên rồi. Vụ nổ đã diễn ra hơn 10 giờ rồi, cho dù là con kiến thì giờ chắc cũng đã hóa thành tro. Wilson thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt già nua kia rốt cuộc đã nở một nụ cười. Tốt quá! Cuối cùng Diệp Bắc Minh cũng chết rồi. Tên khốn đó vậy mà giết hơn 1.000 đội thủy quân lục chiến của Hùng Quốc, còn xé nát hơn 300 người sói.
Quả đúng là một cỗ máy giết chóc. Nghĩ mà lòng ông ta sợ hãi. Nhưng mà may thay Diệp Bắc Minh đã đi đời nhà ma rồi. Nên giờ không còn uy hiếp nữa. Một quả tên lửa xuyên lục địa NB2AA-13 có thể đánh sập một tòa nhà cao chọc trời. Liên tục nổ hơn 10 giờ thì đến một ngọn núi lớn cũng bị san bằng nữa là. Tích tích tích. Lúc này, điện thoại bàn đổ chuông. Wilson nghe điện thoại, kính chào Hoàng đế bệ hạ tôn kính. Người yên tâm đi ạ, Diệp Bắc Minh đã tàn đời rồi. Ở bên kia điện thoại, Ưng Hoàng vô cùng vui vẻ nói, tướng quân Wilson, ông có chắc không? Diệp Bắc Minh đã chết rồi sao? Ông có thấy thi thể của Diệp Bắc Minh không? Wilson đáp, thưa Hoàng đế bệ hạ, tôi không thấy thi thể của Diệp Bắc Minh. Nhưng trong phạm vi 10 km quanh Diệp Bắc Minh đều đã bị lửa đạn bao phủ rồi. Đừng bảo là một tên Diệp Bắc Minh, cho dù là một con kiến thì cũng không có cơ hội sống sót. Bây giờ, sợ rằng Diệp Bắc Minh đã đi gặp Thượng Đế rồi. Ưng Hoàng cười bảo, Thượng Đế hả? Chưa chắc. Có lẽ sẽ xuống địa ngục gặp quỷ Sa Tăng thì sao? Ha ha ha. Wilson cười to, Hoàng đế bệ hạ nói rất đúng, Diệp Bắc Minh không có tư cách lên thiên đàng, cậu ta hẳn phải xuống địa ngục mới phải. Ưng Hoàng nghiêm nghị nói, làm tốt lắm thân vương Wilson, tôi sẽ ở Hoàng cung đế quốc chờ ông. Thân vương, Wilson khiếp sợ. Ưng Hoàng gật đầu đáp, đúng thế, giết Diệp Bắc Minh là ông đã lập công rồi. Từ giờ trở đi, ông chính là thân vương Wilson của đế quốc Đại Ưng tôi. Từ nay cha truyền con nối. Wilson quá đỗi vui mừng, cách một chiếc điện thoại quỳ xuống, cảm ơn Hoàng đế bệ hạ. Cuộc gọi kết thúc. Wilson mở rượu sâm panh ăn mừng. Chúc mừng thân vương. Một đám tướng lĩnh tiến lên chúc mừng. Tích tích tích. Bỗng nhiên. Chuông báo động trong phòng chỉ huy kêu inh ỏi khiến cả phòng hỗn loạn. Wilson quát, sao đấy? Một thiếu tướng vọt vào phòng chỉ huy, khiếp hãi nói, tướng quân, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không chết, đang hướng thẳng về phía đại bản doanh ạ. Nói cái gì? Wilson cứng đờ người. Ly thủy tinh trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông ta không dám tin hỏi, Diệp Bắc Minh chưa chết. Cậu nói là Diệp Bắc Minh chưa chết. Cậu ta không xuống địa ngục gặp quỷ Sa Tăng à? Sao lại như thế? Người thiếu tướng kia lấy ra một cái máy tính, tướng quân, đây là tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến. Wilson cúi đầu nhìn. Vừa nhìn thì suýt nữa bệnh tim ông ta tái phát. Trên đó là hình ảnh Diệp Bắc Minh một người một kiến trông như sát thần đang nhảy vào giữa đám quân lính. Anh vừa chém ra một kiếm thì một lũ quân tinh nhuệ của Ưng Quốc đã đi đời. Pháo súng nhắm ngay Diệp Bắc Minh mà điên cuồng xả đạn, xung quanh đạn nổ tung trời. Nhưng anh từ trong vụ nổ bước ra, cả người bao phủ một luồng huyết khí khủng khiếp. Súng đạn bình thường vậy mà chẳng thể nào mảy may làm anh bị thương. Quân tinh nhuệ của Ưng Quốc thấy thế thì sợ mất mật, lao nhau tháo chạy. Thấy cảnh đó, Wilson suýt nữa đập nát máy tính, đây vẫn còn là con người à? Đó rốt cuộc là quái vật gì thế? Chó, ai nói cho tôi biết đi, đó là con quái vật gì thế? Wilson điên rồi. Mau chuyển cho tôi hình ảnh trên chiến trường. Vâng ạ, hình ảnh trên chiến trường truyền tới. Tay Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long lao vào giữa ba đội quân của Ưng Quốc như bước vào chốn không người. Một số lượng lớn xe tăng và xe thiết giáp lao tới. Rầm, Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, một đám mây hình nấm hiện lên. Xe tăng và xe thiết giáp đều bị nổ tung. Bắn đi, mau bắn đi, bắn hết đạn cho tôi mau. Không được để Diệp Bắc Minh tới gần bộ chỉ huy. Các tướng lĩnh của Ưng Quốc điên cuồng hét lên, súng đạn ầm ầm xả tới. Nhưng đối với Diệp Bắc Minh mà nói thì chẳng khác nào gãi ngứa. Chẳng những anh có bất diệt kim thân quyết, mà còn có cả long đế quyết. Máu tươi từ người chết hóa thành một làn xương máu ngưng tụ về phía Diệp Bắc Minh. Làn xương máu ấy hóa thành đầu rồng đẫm máu ngay sau lưng anh. Dáng vẻ của nó trông rất bệ vệ. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên không trung xuất hiện mấy chục chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng xuất hiện, lao xuống chỗ Diệp Bắc Minh với tốc độ cực kỳ nhanh. Khi chúng cách anh khoảng 300 mét, hàng loạt tên lửa hóa thành ngọn lửa bắn ra. Vút, 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 vút. Xoẹt. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long chém ra một nhát. Rầm. Hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng bị chém nát. Bay lên, bay cao lên. Chúng ta công kích từ trên cao, không cần thấp quá.
Các phi công khác giống lên. Những máy bay chiến đấu Hắc Ưng còn lại đều bay lên cao rồi tiếp tục xả đạn. Diệp Bắc Minh mỉm cười, có ích lắm à? Vút! Anh bước ra, bay thẳng lên trời. Phù quang lược ảnh kết hợp với thuật đằng không. Diệp Bắc Minh vào tới chỗ máy bay chiến đấu Hắc Ưng nhanh như chớp, chém nát chúng. Thương Long Trảm! Thương Long Trảm! Thương Long Kình kết hợp với Kinh Lôi Trảm. Đó là một tổ hợp võ kỹ. Lấy kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh làm trung tâm, sấm chớp đùng đùng nổ ra. Hàng chục tia sét cỡ bằng cổ tay đánh xuống ầm ầm. Mỗi một tia sét lại đánh trúng một chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng. Vào giờ phút ấy, Diệp Bắc Minh như một vị thần thống trị sấm sét vậy. Rầm, 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 rầm. Giây tiếp theo, máy bay chiến đấu Hắc Ưng nổ tung, trên không trung thêm vài đám mây hình nấm nở rộ, chiếu sáng cả một vùng trời. Đây, trong phòng chỉ huy yên lặng đến đáng sợ. Dù có Thượng tướng Wilson ở đây thì mọi người cũng sợ run người. Có người còn thì thào tự nói, ôi chúa ơi, là ai mở cánh cửa địa ngục thả tên Diệp Bắc Minh đó ra thế? Địa ngục giống tuếch, ác ma tại nhân gian. Vút! Sau khi hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng bị phá hủy, 30 vạn quân lính dưới kia đã tan rã từ lâu rồi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh chém nát 30 mấy chiếc máy bay chiến đấu Hắc Ưng rồi thì làm gì còn khao khát chiến đấu nữa. Diệp Bắc Minh chỉ với một người một kiếm mà đơn độc đối đầu với 30 vạn quân lính. Đó tựa như thần thoại vậy. Thần thoại xen lẫn vào trong đám người thường. Trận đấu như nghiêng về một bên, cho dù có người phản kháng thì cũng chẳng thể nào cản nổi một kiếm của Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, tên nhóc này, lòng giết chóc của cậu nặng thế. Khi ở Long Quốc, tôi không thấy cậu giết người, liệu tâm tính cậu đã bị ảnh hưởng rồi chăng? Diệp Bắc Minh mỉm cười trả lời, tôi có 99 vị sư phụ vô địch. Sư phụ của tôi có đạo Y Vương, có nghĩa là chữa trị. Có đạo Kiếm Vương tức kiếm đạo độc tôn. Có đạo Châm Vương khiến Diêm Vương phải rút lui. Cũng có đạo tàn sát. Mà ngay tại đạo tàn sát ấy, chỉ có máu tươi mới có thể thấm nhuần đạo tàn sát. Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, diệt mấy trăm người của Ưng Quốc, khi ở Long Quốc, người đều là đồng bào của tôi. Trừ phi là hạng người đại gian địa ác, nếu không thì chỉ cần giết kẻ cầm đầu địch là được, còn những người dân Long Quốc bình thường khác, tôi sẽ không giết họ. Còn đây là nước ngoài, tôi quan tâm làm gì? Không phải cùng tộc mình ắt không đồng lòng. Bọn chúng phái 30 vạn quân lính bao vây tiêu diệt tôi. Cho dù tôi có giết hết 30 vạn quân lính đó thì chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Một luồng sát khí dâng lên ngút trời. Trời đất đổi rời, một khoảng không trung đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Một kiếm chém ra quét ngang cả 10 vạn lý, đến cả Diêm La cũng hoảng sợ. Tướng quân, mau chạy thôi. Diệp Bắc Minh đánh tới đây rồi. Trong phòng chỉ huy giờ rất hỗn loạn. Hầu hết các tướng lĩnh đều đã tháo chạy. Mặc dù mấy tên lính bỏ chạy đều đã bị bắn chết thì cũng không khiến mọi người nản lòng. Wilson ngồi ở kia, mặt mày xám xịt như đám tro tàn. Trốn! Ông ta lãnh đạo hơn 300.000 quân lính mà còn bị đánh cho tan tác thì còn trốn đi đâu được nữa. Loảng xoảng! Cửa phòng bị người đá văng, một người đàn ông Long Quốc hệt như thần chết đang cầm kiếm đi tới. Hai mắt Wilson co rút lại, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, nói đi, ai sai ông phái 300.000 quân tới giết tôi. Một luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới. Wilson sợ tới mức chân mềm nhũn. Rầm. Ông ta từ trên ghế quỳ rạp xuống đất. Dẫu cho Wilson không sợ chết thì cũng không cách nào kháng cự lại khí tức trên người Diệp Bắc Minh truyền tới được. Loại khí tức ấy không phải không sợ chết là có thể chống lại được. Trên thế giới này còn có thứ đáng sợ hơn cái chết nữa. Wilson đáp lời, là do hoàng đế của đế quốc Đại Ưng chúng tôi ra lệnh bảo tôi giết chết cậu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, hình như tôi với Ưng quốc các ông không có thù oán gì nhỉ. Không có. Wilson lắc đầu nói, thế nhưng, thực lực của cậu rất kinh khủng, một khi trưởng thành thì thực lực của Long quốc sẽ tăng vọt. Chúng tôi có đội ngũ chuyên môn đã đánh giá cậu, giá trị của một mình cậu tương đương với 300.000 quân lính. Ban đầu tôi còn không tin. Mà bây giờ, tôi tin rồi. Wilson vô cùng sầu não. Diệp Bắc Minh còn chưa nói gì. Tích tích tích. Lúc này, chiếc điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông.
Wilson ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nói, nhận đi. Wilson ấn nghe điện thoại. Bên trong truyền tới giọng nói đầy hối thúc của Ưng Hoàng, Wilson, sao lại thế này? Khi tôi đang ở cung điện Bạch Kim chuẩn bị tiệc mừng công thì nhận được tin tức mới nhất. Vậy mà Diệp Bắc Minh vẫn chưa chết. Hơn nữa còn một thân một mình đánh tan tác 300.000 quân lính. Ông mau cho tôi một lời giải thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Wilson khiếp hãi, vội vàng che loa điện thoại lại. Rồi nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Là Hoàng đế bệ hạ, người hẳn đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Hoàng đế bệ hạ hỏi cậu đã chết chưa? Diệp Bắc Minh mỉm cười đầy thâm ý, nói với Hoàng đế bệ hạ của ông rằng tin tức đó là giả, tôi đã chết rồi. Wilson run người, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh lạnh như băng nói, cứ nghe theo là được. Vâng, Wilson không dám trễ nải, vội nói, bệ hạ, đó là do có người cố ý lừa gạt người đó. Diệp Bắc Minh đã chết từ lâu rồi. Ưng Hoàng nhíu mày, chần chừ hỏi, Wilson, ông đang lừa tôi à? Tâm lý Wilson rất vững vàng. Hoàng đế bệ hạ, tôi là người trung thành với người nhất, sao có thể lừa gạt người chứ? Đúng là Diệp Bắc Minh đã chết, nhất định là có người ghen ghét tôi, cho nên mới bịa ra lời nói dối hoang đường không có thật này. Bệ hạ người hãy ngẫm lại đi, một mình Diệp Bắc Minh làm sao có thể giết đại quân 300.000 người chứ? Lúc nói ra lời dối trá này, ngay cả Wilson cũng không tin. Đúng thế. Một người làm sao có thể giết đại quân 300.000 người chứ? Còn khiến toàn quân tan tác đâu? Căn bản không có khả năng. Ưng Hoàng sững sờ, sau đó cười nói ha ha ha, đúng thế, thân vương đại nhân của tôi, ông nói đúng. Hoàng đế vĩ đại nhất của ông chờ ông trở về ở cung điện Bạch Kim, đêm nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho ông. Cuộc gọi kết thúc. Sau lưng Wilson đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Diệp Bắc Minh quay người đi ra ngoài phòng điều khiển, đi thôi. Wilson hỏi theo bản năng, đi đâu? Ngoài phòng truyền đến mấy chữ? Cung điện Bạch Kim. Ưng Quốc, thủ đô. Cung điện Bạch Kim. Đèn đuốc sáng trưng, tất cả quyền quý đỉnh cao của Ưng Quốc đều tề tụ tại đây. Thậm chí còn có một vài người Hoa có địa vị, tất cả đều trình diện, tham gia yến hội đêm nay. Ưng Hoàng ngồi trên ngai vàng. Đột nhiên. Một vị thân vương Ưng Quốc đi tới, cung kính nói, Hoàng đế bệ hạ, vừa rồi tôi nhận được một tin tức quân sự, nhưng tôi cho rằng đó là chuyện cười lớn nhất thế kỷ này. Mọi người đều yên tĩnh lại nhìn người này. Ưng Hoàng cười, thân vương Richard, là tin tức quân sự gì? Thân vương Richard cười nói, ngay vừa rồi mới có chiến báo quân tình. Có một người Long Quốc đã đánh tan tác đại quân 300.000 người của Ưng Quốc chúng ta ở Vatican. Một người Long Quốc. Chỉ là một người Long Quốc thôi. Thân vương Richard làm ra vẻ mặt buồn cười, một người giết sạch đại quân 300.000 người. Đây là chuyện nực cười nhất thế kỷ này. Ha ha ha. Mọi người cười vang. Đám quyền quý ở đây mặc lễ phục dạ hội, tay cầm ly rượu đỏ, cực kỳ ưu nhã. Ai nói thế chứ, lúc Chaplin đại sư còn sống cũng không thể kể được câu chuyện cười như vậy. Thân vương đại nhân, là ai nói cho ông tin tức này vậy? Loại người này nên bị đưa lên đoạn đầu đài. Ha 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 ha. Lại có những tiếng cười truyền đến, trong đại sảnh cung điện Bạch Kim vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Ngay cả Ưng Hoàng cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Ông ta đã sớm nghe được chuyện cười này từ một giờ trước rồi. Lúc đám người đang cười nói vui vẻ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Một người đàn ông mặc trang phục tướng quân Ưng Quốc bay vào từ ngoài đại sảnh cung điện Bạch Kim. Sau khi ông ta đâm vỡ cửa kính liền nằm trên mặt đất giống như chó chết. Đám người tập trung nhìn vào, hít sâu, Wilson thượng tướng. Sao lại là ông ta? Chết rồi. Một giây sau, một người trẻ tuổi Long Quốc đầm đìa máu tươi đi tới, nghe nói hoàng đế của mấy người ra lệnh giết tôi. Tôi đến cho mấy người giết đây. Vèo. Tất cả quý tộc Ưng Quốc trong cung điện Bạch Kim quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Bắc Minh. Đây là ai? Lại dám xông vào trong cung điện Bạch Kim. Một người Long Quốc, ha ha, nơi cao quý như thế này cũng là nơi mà bọn họ có thể bước vào sao? Một vài quý tộc cười lạnh. Còn có mấy người phụ nữ da trắng bịt mũi, ha ha, mùi máu tươi trên người cậu ta nặng quá, buồn nôn chết mất. Vẻ mặt ghét bỏ, kinh ngạc, bất ngờ, khinh miệt. Vẻ mặt nào cũng có,
chỉ là không có sợ hãi và hoảng hốt. Đồng tử của Ưng Hoàng co lại, tràn ngập u ám và rét lạnh. Sau khi nhận ra người trẻ tuổi Long Quốc này, ông ta mới hoàn toàn chấn động, cậu là Diệp Bắc Minh. Sao cậu có thể vào đây được? Cung điện Bạch Kim của tôi có võ giả bảng xếp hạng ngầm canh gác, cậu không thể vào đây được. Tin tức là thật. Một mình Diệp Bắc Minh đánh đại quân 300.000 người tan tác. Diệp Bắc Minh gật đầu, những người mà ông nói đã bị tôi giết sạch rồi. Đám người sững sờ. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nào? Một tên vô danh tiểu tốt, chưa bao giờ nghe nói đến. Bọn họ căn bản không nghĩ đến Wilson và đại quân 300.000 người. Thân vương Charlie đẩy đám người ra đi tới, khinh miệt nói, người của Long Quốc, là ai cho cậu tiến vào đại sảnh cung điện Bạch Kim, cậu có tư cách tiến vào nơi này sao? Ông ta còn chưa hiểu được tình huống. Cộng thêm cồn rượu, ông ta trực tiếp quát, cậu mau cút. Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn, chỉ tùy ý vung tay lên. Giọng nói dừng lại. Máu tươi bắn tung tóe. Thế mà thân vương Charlie lại phát nổ. Đậu má. Cứ phát nổ như vậy, ngay trước mặt một đám quý tộc Ưng Quốc, trong đại sảnh cung điện Bạch Kim, cả người nổ tung. Oh my god. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, giống như đã biến thành pho tượng. Thậm chí còn ngừng hô hấp. Nơi này chính là cung điện Bạch Kim. Một người Long Quốc xâm nhập vào nơi này, đập chết một vị thân vương chí cao vô thượng của Ưng Quốc. Nếu chuyện này bị truyền đi, toàn thế giới sẽ kinh ngạc đến chết. Toàn bộ cung điện Bạch Kim hoàn toàn tĩnh mịch. Giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như thần chết đến từ sâu trong địa ngục, Ưng Hoàng. Anh đang định nói chuyện. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thế mà điện thoại của Diệp Bắc Minh lại reo lên đúng lúc này. Anh chần chờ một chút, lấy điện thoại ra, alo. Tất cả mọi người trong cung điện Bạch Kim ngây ra, đây là chuyện gì vậy? Một người Long Quốc xâm nhập vào cung điện Bạch Kim, xem ra là không có ý tốt, bây giờ lại nghe điện thoại trước mặt mọi người. Coi hoàng cung của Ưng Quốc bọn họ là chỗ nào? Một giọng nói quen thuộc truyền đến, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh bất ngờ, sư huynh, lại là anh. Đối phương có chút xấu hổ, khụ khụ. Đúng, lại là anh đây. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Xem ra gián điệp của Long Quốc đã trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Anh vừa mới tiến vào cung điện Bạch Kim, thế mà chỗ sư huynh đã nhận được tin tức, gọi điện thoại tới. Diệp Bắc Minh biết ý của sư huynh, không thể giết Ưng Hoàng sao? Hít! Trong đại sảnh cung điện Bạch Kim truyền đến những tiếng hít khí lạnh thanh âm. Chàng trai Long Quốc này vừa nói gì cơ? Ưng Hoàng, không được giết. Hai tròng mắt co rút, run rẩy dữ dội. Mẹ kiếp! Thanh niên đến từ Long Quốc này muốn giết Ưng Hoàng sao? Sư huynh mạnh mẽ gật đầu, tiểu sư đệ, không phải là không được giết mà giết rồi sẽ phải trả cái giá đắt. Nếu chẳng qua chỉ có một mình em, đương nhiên không cần phải sợ sự trả thù của Ưng Quốc rồi. Nhưng sau lưng em còn có hàng ngàn hàng vạn con dân Long Quốc. Hoàng đế Ưng Quốc vừa chết, toàn bộ Âu Châu đều sẽ rung động, nếu xử lý không ổn rất dễ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba bộc phát. Tới khi đó, người bị thương có thể không phải là em. Nhưng chắc chắn là hàng tỷ nhân dân Long Quốc, em biết không? Nghe được những lời này. Diệp Bắc Minh trầm mặc, anh nhẹ nhàng cười, tấm lòng sư huynh chứa đựng cả thế giới, em thấy xấu hổ vì không bằng. Sư đệ nể mặt anh vậy. Anh có thể không sao cả. Nhưng không thể bỏ mặc những người dân bình thường khác của Long Quốc được. Sư huynh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn em. Không giết hoàng đế Ưng Quốc là được, những thứ khác tùy em quyết định. Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Tắt điện thoại. Ánh mắt Ưng Hoàng chợt rét lạnh, biết Diệp Bắc Minh sẽ không giết mình bèn âm trầm nói. Diệp Bắc Minh, chuyện này, tôi. Xoẹt. Diệp Bắc Minh vung tay lên, kiếm đoạn long bỗng nhiên xuất hiện, một nhát chém xuống. Ánh sáng từ thân kiếm bộc phát quét thẳng về phía Ưng Hoàng. Vị vua nọ hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm khí hòa lẫn với sát ý của thần chết phụt sát qua ra đầu ông ta. Chiếc vương miện quyền lực tối cao tượng trưng cho hoàng đế giờ đây đã bị chém hỏng. Ngai vàng ở sau lưng cũng bị Diệp Bắc Thần cắt thành hai nửa. Đây, bên trong cả tòa cung điện Bạch Kim đều chấn động. Tất cả mọi người ai ai cũng bị dọa tới choáng váng đầu óc. Con người trợn to tới mức sắp rớt hẳn ra ngoài, cả người không nhịn được run lẩy bẩy.
khoảnh khắc vừa nãy làm cho trái tim của mọi người ở đây gần như phát nổ, bọn họ cũng cho rằng người thanh niên của Long Quốc này muốn giết Ưng Hoàng. Im lặng như chết. Trong tòa cung điện Bạch Kim, tất cả các quý tộc đều phải dừng việc hít thở lại. Đã hoàn toàn bị dọa sợ. Lạch cạch. Một âm thanh bỗng nhiên phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong cung điện. Một viên kim cương cực lớn lăn xuống từ bên trên vương miện. Ngôi sao của châu Phi. Viên kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, to gần bằng một nắm đấm. Long lanh sáng rực. Diệp Bắc Minh vung tay, nội lực đã cuốn ngôi sao châu Phi rơi vào trong tay anh, sau đó xoay người rời đi. Hoàng đế Ưng Quốc tê liệt ngồi xuống chiếc ngai vàng giờ đây chỉ còn một nửa, mệt tới gần như kiệt sức. Đêm hôm đó, một tin tức kinh khủng thổi quét toàn bộ Âu Châu. Có một người đàn ông thần bí đến từ Long Quốc đã nhẹ nhàng giết chết đội quân 300.000 người của Ưng Quốc tại Vatican. Cùng lúc đó, có người còn tận mắt nhìn thấy một vị lang thần của Lang Quốc dẫn theo 300 tên người sói tham gia chiến đấu. Toàn bộ bỏ mình. Hơn 1.000 binh vương đứng đầu đến từ đội thủy quân lục chiến của Hùng Quốc cũng chết sạch hết cả. Tin tức vừa phát ra, khắp Âu Châu đều chấn động. Giả, chắc chắn là giả. Một người nhẹ nhàng giết đội quân 300.000 người. Cậu thấy có hợp lý không? Cho dù là 300.000 con heo còn không giết sạch trong một đêm được nữa là. Còn có người sói tham gia chiến đấu. Đùa cái gì vậy? Trên đời làm gì có người sói cơ chứ? 1.000 vị binh vương của Hùng Quốc có thể ngang hàng với 100.000 đội quân đó. Phản ứng đầu tiên của đám người nghe thấy tin tức này chính là không tin. Cùng với đó là những hình ảnh và video xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Giữa đêm đen, bóng người tung ra một nhát kiếm, mười mấy chiếc xe tăng bọc thép đồng thời phát nổ. Trên mặt đất toàn là thi thể của người sói. Xen lẫn trong vũng máu là huy chương của binh vương đội thủy quân lục chiến. Cả Âu Châu im lặng. Âu Châu, sâu bên trong một tòa lâu đài cổ. Một bóng đen đội nón rộng vành bước đến, cụ Ross, kế hoạch vây giết đã thất bại. Tôi đã cảnh cáo ông rồi, Diệp Bắc Minh không dễ giết như vậy đâu. Quân đội đối với cậu ta là vô dụng, một là ông dùng bom nguyên tử, còn không là 100 vị cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng ngầm ấy. Người này, chính là người đứng đầu điện huyết hồn huyết hồn. Chính mắt ông ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh tiến vào đội quân 300.000 người. Một kiếm chém rơi hơn 30 cỗ máy chiến đấu hắc ảnh. Bị dọa tới nhũn cả người. Một lão già người da trắng ngồi bên cạnh, dưới ánh đèn lờ mờ không thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Âm thanh rét lạnh truyền tới, ha ha ha, vô dụng, chưa chắc đâu. Huyết hồn kinh ngạc, ông còn kế hoạch gì khác sao? Lão già da trắng gằn cười làm lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt, nói con trai của Lôi Thần đã chết, ông cho rằng Lôi Thần sẽ không có phản ứng gì sao? Lang thần chết, toàn quân gồm hơn 300 người sói cũng đã bị tiêu diệt, dựa trên tính cách của nhân dân Lang Quốc, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Còn nữa, thánh đường ở sau lưng Hồng Y Đại Giáo Chủ. Đây mới chính là những thế lực kinh khủng ảnh hưởng tới toàn thế giới. Cả ba phe phái này, Diệp Bắc Minh làm gì trêu chọc nổi ai cơ chứ? Đôi đồng tử của huyết hồn không ngừng động đậy, chậm rãi đưa ra quyết định. Thế nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại. Trước mặt ông ta lại hiện lên cảnh tượng kinh hoàng khi Diệp Bắc Minh dùng tay không xé xác 300 tên người sói, tiến thẳng vào đại quân 30.000 người. Đêm nay thật sự giống như địa ngục Tu La vậy. Trở thành cơn ác mộng không tài nào quên được của ông ta. Vài giây sau, huyết hồn lên tiếng, lão Ross, tôi phải tạm thời che giấu điện huyết hồn lại thôi. Diệp Bắc Minh không chết thì điện huyết hồn của tôi cũng sẽ không lộ diện thêm lần nào nữa. Nếu không thì tôi chỉ sợ điện huyết hồn sẽ thật sự bị cậu ta tiêu diệt. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Vài phút sau, lão già da trắng mới chật vật đáp lời, một cậu thanh niên của Long Quốc, mới chừng 20 tuổi mà thôi, lại có thể có nguồn năng lượng như vậy. Cha đỡ đầu, mắt chọn truyền nhân của ông thật là đáng sợ. Lúc Diệp Bắc Minh về lại Vatican thì trời đã sáng. Sau khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Lục sư tỷ thờ phào nhẹ nhõm, tiểu sư đệ, em hơi liều lĩnh quá rồi đó. Sư huynh đã gọi điện thoại báo cho chị rồi, nhờ chị coi chừng em. Em thật là. Lục sư tỷ nắm lấy lỗ tai Diệp Bắc Minh nói, nếu em còn làm liều như vậy nữa thì chị sẽ tét mông em như hồi còn ở núi Côn Luân cho mà coi. Diệp Bắc Minh vô cùng bối rối, Lục sư tỷ, mọi người nhìn thấy hết rồi, chừa cho em chút sĩ diện đi mà.
Ở bên ngoài làm trời đất rung chuyển, đối mặt với đội quân 300.000 người cũng dám đánh thẳng vào. Lúc này đây, thế nhưng lại giơ hai tay đầu hàng. Lục sư tỷ mất hứng, buồn bực đáp, Lục sư tỷ, Lục sư tỷ. Sao em không gọi chị là chị tiểu yêu như hồi chị vừa mới cứu em nữa? Diệp Bắc Minh dịu dàng cười, cất tiếng, chị tiểu yêu. Lục sư tỷ tên là Đạm Đài Yêu Yêu. Lúc trước, chính cô ấy đã cứu Diệp Bắc Minh, mang về núi Côn Luân, từ đó thay đổi vận mệnh của anh. Thời gian ở tại địa bàn Côn Luân cũng là khoảng thời gian hai người thân mật nhất. Đạm Đài Yêu Yêu khẽ hừ, như vậy còn tạm được, mau để chị xem sư đệ có bị thương không. Lại đây kiểm tra thân thể. Cô ấy tóm lấy Diệp Bắc Minh. Chị tiểu yêu, có người đấy. Diệp Bắc Minh giật mình. Tính cách của Lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu rất giống tên của cô ấy. Một chữ, yêu. Những sư tỷ khác thích kiểm tra thân thể Diệp Bắc Minh bởi đều học từ chỗ Lục sư tỷ. Hồi còn ở núi Côn Luân, mấy vị sư tỷ kia không thiếu hành hạ anh. Đạm Đài Yêu Yêu cười khúc khích, sợ cái gì? Ngày xưa, mỗi lần em bị thương, đều là chị tắm, thay thuốc cho em. Đối với chị, em còn có bí mật gì sao? Sư đệ ngoan nào? Diệp Bắc Minh xoay người chạy. Ha ha ha. Đạm Đài Yêu Yêu vừa cười vui vẻ vừa đuổi theo, sư đệ, đừng chạy. Sư tỷ sẽ rất thương em mà. Vạn Lăng Phong đứng ở nơi xa, kính sợ nhìn theo Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta khiếp sợ nghĩ, chủ nhân, Vạn Lăng Phong chọn đi theo cậu chính là lựa chọn chính xác nhất kiếp này, kiếp sau sau nữa. Lục Khi Xương ở bên cạnh bị chấn động suốt cả đêm. Cô ta từng thấy tin tức trên mạng. Dù tự mình trải qua, tận mắt nhìn Diệp Bắc Minh xé nát đội quân người sói, lao vào bên trong đội quân 300.000 người, cô ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Tại sao lại có người mạnh đến như vậy? Giá trị võ lực cao một cách vô lý, còn mang theo quỷ môn thập tam châm. Lục Khi Xương nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Không thể dịch mắt khỏi dù chỉ một giây. Diệp Bắc Minh đang đùa giỡn với Đạm Đài Yêu Yêu. Anh thu lại sát khí. Thoạt nhìn như một chàng trai nhà bên bình thường. Nhưng Lục Khi Xương biết, đây là một tên sát thần. Một tên sát thần vô cùng kinh khủng. Đủ loại cảm xúc phức tạp quanh quẩn trong đầu, khiến cô ta không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh, e rằng, ba chữ này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí cô ta suốt cuộc đời này. Lục Khi Xương đi tới, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Thần y Diệp, tin tức của tôi có hữu ích với ngài không? Diệp Bắc Minh gật đầu, có một ít trợ giúp, mặc dù tin tức của cô giống với những gì Lăng Phong tra được. Nhưng, cô đã nói cho tôi biết trước. Lục Khi Xương vui mừng. May mắn cô ta nói. Nếu không thì tin tức của cô ta sẽ không có ý nghĩa. Cô ta trông ngóng nhìn Diệp Bắc Minh, đôi mắt sáng lên, thần y Diệp, như vậy, ngài có thể. Ngài có thể đi cùng ta đến nhà họ Lục để cứu một người không? Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Trước về Giang Nam một chuyến, sau đó tôi sẽ cùng cô đi đến nhà họ Lục. Dạ, được, được. Lục Khi Xương kích động, không ngừng gật đầu. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, Hùng Quốc, chỗ sâu trong một dãy núi cổ xưa, Điện Lôi Thần. Một người đàn ông da trắng, tóc vàng mắt xanh đang đọc tin tức trên diễn đàn bảng xếp hạng ngầm. Lôi Thần, kẻ mạnh trên bảng xếp hạng ngầm, không rõ thứ tự. Có người nói Lôi Thần đứng hạng hơn 100. Cũng có người nói với thực lực của Lôi Thần, trên bảng xếp hạng ngầm có thể chen chân vào top 100. Cổ tay Lôi Thần đột ngột dùng lực, máy tính bảng trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương truyền đến, Tác Âu, con của ta. Chết rồi. Vèo. Lôi Thần bước một bước ra khỏi điện Lôi Thần, trong tay cầm một chiếc chùy Lôi Thần màu đen, chỉ lên bầu trời. Một tia sét lao xuống, rơi vào chùy Lôi Thần. Chùy Lôi Thần chế tạo từ viên thiên thạch vũ trụ, không phải vàng không phải sắt. Nó có thể dẫn thiên lôi. Sau khi rèn đúc thành binh khí, sức mạnh của nó cực kỳ khủng bố. Ngài Lôi Thần, người, xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài điện Lôi Thần, rất nhiều kẻ mạnh đứng đầu của Hùng Quốc khiếp sợ hỏi. Đôi mắt Lôi Thần lạnh giá, con của tao chết rồi. Tác Âu mà tao yêu thương nhất. Chết trong tay người Long Quốc. Chuẩn bị máy bay cho tao, tao phải đến Long Quốc. Có người khiếp sợ, ngài Lôi Thần, này, sao có thể? Bảng xếp hạng ngầm có quy củ,
người tu võ từ võ tông trở lên, trừ khi được mời tham dự đại hội võ đạo cấp thế giới, nếu không thì không được rời khỏi quốc gia của mình. Lôi thần vung chùy lôi thần. Một đạo thiên lôi bổ xuống, đánh người này thành cho bụi. Giọng nói lạnh như băng truyền đến, con trai tao đã chết rồi, còn muốn tao tuân thủ quy củ chết tiệt này. Bất luận là ai, dám giết con trai tao, tao muốn người đó nợ máu phải trả bằng máu. Trở lại phủ Diệp Giang Nam, Diệp Bắc Minh không hề nghỉ ngơi. Anh đi thẳng xuống mật thất dưới đất. Tiểu đội sát thần đứng trước mặt anh. Ánh mắt bọn họ vừa sùng bái vừa kính nể. Người đàn ông này thay đổi số phận cả đời của bọn họ. Anh dẫn bọn họ bước vào thế giới mà người bình thường cả đời không thể chạm đến. Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh, các cậu có thể ra ngoài tiến hành huấn luyện sinh tử. Đồng thời, tìm kiếm tung tích của Tổng bộ Điện Huyết Hồn trên toàn bộ Long Quốc cho tôi. Các cậu cũng có thể thử săn giết người Điện Huyết Hồn, một đầu người ban thưởng một viên đan dược cực phẩm. Ánh mắt tất cả mọi người nóng cháy. Vạn Lăng Phong ở bên cạnh cũng muốn tham gia. Một đầu người ban thưởng một viên đan dược cực phẩm. Đây là phần thưởng rất lớn. Vạn Lăng Phong biết. Điện Huyết Hồn sắp xong rồi. 100 thành viên tiểu đội sát thần đồng thanh trả lời. Vâng, chủ nhân. Biết Diệp Bắc Minh trở về. Hạ Nhược Tuyết lập tức chạy về phủ Diệp. Diệp Bắc Minh giao nhiệm vụ cho tiểu đội sát thần xong, bước ra khỏi mật thất. Hai người gặp nhau tại phòng khách. Diệp Bắc Minh mỉm cười, Nhược Tuyết, sao em lại đến đây? Anh đang định lát nữa đến công ty gặp em. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết ửng đỏ, trái tim như bị nai con chạy loạn. Ngón tay cô ấy hồi hộp vân về góc áo, Bắc Minh, tối nay chúng ta cùng nhau xem phim đi. Em mua phiếu lúc nửa đêm rồi. Khuôn mặt cô ấy đỏ rực, trái tim bé nhỏ cũng đập loạn nhịp. Hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cô ấy đã quyết định. Việc này không nên chậm trễ, chính là đêm nay. Diệp Bắc Minh khó hiểu, chẳng phải chỉ là đi xem phim thôi sao? Căng thẳng như vậy làm gì, chẳng lẽ anh còn có thể ăn cô ấy? Buổi tối, Hạ Nhược Tuyết đã chuẩn bị vé xem phim từ trước, xuất chiếu lúc 10 giờ đêm. Xem phim xong đã 12 giờ. Diệp Bắc Minh cười nói, được rồi, xem phim xong, anh đưa em về nhà. À, đừng. Hạ Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu. Diệp Bắc Minh mặt đầy nghi ngờ, sao vậy? Tim Hạ Nhược Tuyết đập loạn, em đói bụng, mình đi tìm đồ ăn trước nhé được không? Vội vàng chuyển chủ đề. Cũng không thể bảo một cô gái như cô ấy nói với Diệp Bắc Minh, mình thuê phòng ở bên ngoài. Cũng được. Diệp Bắc Minh gật đầu, quán cơm đều đã đóng cửa, hai người tìm một sạp hàng ven đường ngồi xuống. Ăn uống xong đã 2 giờ khuya. Diệp Bắc Minh lại một lần nữa đề nghị đưa Hạ Nhược Tuyết về nhà. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, bố mẹ em đã ngủ rồi, bây giờ đã quá muộn. Em về sẽ quấy rầy đến họ. Diệp Bắc Minh gật đầu, vậy cũng được, đến đó có rất nhiều phòng. Phủ Diệp xa quá. Xa sao? Xa. Hạ Nhược Tuyết gật đầu chắc nịch. Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái, nơi này cách Phủ Diệp một đoạn đường chỉ 10 phút đi xe. Gỗ. Đúng là một khúc gỗ. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, vậy chúng ta ở bên ngoài đi. Ở bên ngoài. Đúng vậy, nhưng anh không được phép chạm vào em. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, cũng được. Dù sao khi còn ở Kim Lăng, bọn họ cũng đã từng ngủ chung. Hai người vừa đứng dậy, lúc chuẩn bị đi về phía khách sạn. Mấy chiếc xe màu đen phóng qua. Mấy giây sau, một đám người bước xuống xe. Đây là một đám võ giả. Ba võ tôn sơ kỳ, một võ tôn trung kỳ. Còn lại đều là cảnh giới võ tông hậu kỳ. Tổng cộng mười mấy người, khí thế kinh khủng. Một lão giả quát lạnh, người không liên quan, cút. Một thanh niên xã hội đang ăn nước liền đập bàn, thứ gì vậy, chỗ này tôi bao. Nhóc con, mày từ đâu ra thế? Lão giả giơ tay, nội lực giống như bão túm lấy thanh niên xã hội vừa mở miệng, bóp cổ hắn. A, à, giết người. Giết người rồi. Những người khác bị dọa bay hết hồn vía, điên cuồng chạy thoát thân. Hạ Nhược Tuyết theo bản năng núp sau lưng Diệp Bắc Minh. Soạt. Mười mấy ánh mắt đồng loạt rơi trên người Diệp Bắc Minh. Giọng nói lạnh như băng truyền tới, mày chính là Diệp Bắc Minh. Những võ giả võ tông hậu kỳ kia tản ra, vây xung quanh Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh nhàn nhạt gật đầu, là tôi, các người có chuyện gì? Trong con người lão giả cầm đầu đều là tia máu, Diệp Bắc Minh, mày biết lão phu là ai không? Diệp Bắc Minh nhún vai, không biết, tôi chẳng có hứng thú. Cho ông 10 giây, giới thiệu bản thân mình đi. Mười mấy người đều ngây ra, bất ngờ. Con mẹ nó quá phách lối. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, con người ứ máu, giống như nhìn một người chết. Diệp Bắc Minh, mày còn nhớ hai ngày trước, Khương Minh Châu và Khương Kiếm Vân mời mày đến nhà họ Khương cổ võ cứu người không? Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ ấy hả, nói như vậy, các người là người nhà họ Khương cổ võ. Lão giả gần như hét lên, tao là bố chúng nó, tên Khương Sơn Điêu. Con trai và con gái của tao mời mày đến nhà họ Khương chữa bệnh đã là coi trọng mày. Mày không đồng ý cũng thôi đi, tại sao phải giết chúng nó? Một luồng lửa giận điên cuồng ngưng tụ ở ngực Khương Sơn Điêu. Có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh mặt thản nhiên, giết thì giết, sao? Anh chẳng buồn giải thích. Chỉ dựa vào việc Khương Kiếm Vân xông vào phủ Long Soái, tùy tiện giết tướng sĩ Long Hồn đã là tội chết rồi. Nếu giết, còn cần giải thích cái gì? Ha 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 ha. Nhìn thấy thái độ thờ ở của Diệp Bắc Minh, Khương Sơn Điêu hoàn toàn bị chọc giận. Diệp Bắc Minh, mày tự tìm cái chết. Giết hắn cho tôi. Ba võ tôn sơ kỳ hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xông tới. Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, từ ba phía đánh tới, đợt khí mạnh mẽ cuộn mở, toàn bộ sạp thịt nướng nổi lên cuồng phong. Bàn ghế đều bị thổi bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, không có ý ra tay. Ngu xuẩn, sợ đến choáng váng chưa? Một võ tôn sơ kỳ cười gằn, quả đấm đánh về phía đầu Diệp Bắc Minh. Đi chết đi. Võ tôn sơ kỳ thứ hai đánh tới, công kích đến tim Diệp Bắc Minh. Người phụ nữ này cũng phải chết. Võ tôn sơ kỳ thứ ba cũng quát lớn. Hạ Nhược Tuyết bị khí tức khủng khiếp làm cho mặt đẹp trắng bệch, lúc này cùng chết với Diệp Bắc Minh cũng là một lựa chọn tốt. Cô ấy nhắm mắt lại, túm cánh tay Diệp Bắc Minh. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng kêu truyền vào lỗ tai, Hạ Nhược Tuyết không có chút đau đớn nào. Sau đó bên tai truyền đến giọng nói không tin nổi của đám người nhà họ Khương, sao có thể? Hạ Nhược Tuyết mở mắt, ba võ giả võ tôn sơ kỳ biến mất, cách đó không xa còn lại ba vết máu. Là ba võ giả kia. Hạ Nhược Tuyết hơi hé miệng nhỏ. Khương Sơn Điêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, mày, nhóc con, mày có cảnh giới gì? Ông ta ngơ ngác. Vừa rồi, Diệp Bắc Minh như tia chớp, đánh ra ba quyền nổ tung ba võ giả võ tôn sơ kỳ. Khương Sơn Điêu đương nhiên đã từng nghe nói qua uy danh của Diệp Bắc Minh, quậy tung giới võ đạo Long Quốc. Nhưng thân là gia tộc cổ võ, ông ta chẳng coi Diệp Bắc Minh ra gì. Khương Sơn Điêu biết Diệp Bắc Minh có chút cường hãn. Nhưng không ngờ lại cường hãn đến vậy. Người chết biết nhiều vậy làm gì? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Mày! Con người Khương Sơn Điêu co rút, đang định nổi giận. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh di chuyển, anh giống như quỷ ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Khương Sơn Điêu. Kiêu căng ngút trời. Một quyền đập tới. Trong mơ hồ, ông ta còn nhìn thấy bóng dáng huyết long sau lưng Diệp Bắc Minh. Đây là ảo giác sao? Khương Sơn Điêu giận dữ, con mẹ nó mày tự tìm cái chết rồi, mày coi ông đây là cái gì? Phế vật sao? Lửa giận và sát ý bộc phát, nội lực trong cơ thể lưu chuyển, giơ tay đập về phía Diệp Bắc Minh. Một tiếng, răng rắc, giòn giã. Cánh tay Khương Sơn Điêu lập tức nổ tung, ông ta như chó chết bay ra ngoài, đáp xuống mui một chiếc ô tô màu đen. Keng! Mui xe lõm xuống. Rít! Những võ giả nhà họ Khương xương sống phát rét, không nhịn được ngừng thở. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, ông không phải phế vật. Một quyền cũng không tiếp nổi. Đến trước mặt Khương Sơn Điêu, lộ ra sát ý. Còn người Khương Sơn Điêu co rút, chờ chút, mày không thể giết tao. Tao là người nhà họ Khương cổ võ. Lỗ tai Diệp Bắc Minh như nghe tiếng con trùng, một quyền đập ra. Ầm. Khương Sơn Điêu và chiếc xe kia trong nháy mắt móp méo, giống như bị trục lăn ép qua vậy. Chạy mau. Đám võ giả nhà họ Khương bị dọa vội bỏ chạy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay lấy ra mười mấy cây kim bạc. Những võ giả này của nhà họ Khương sau khi xông ra ngoài mấy chục mét, lập tức nằm trên đất, tim ngừng đập. Hạ Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn tất cả,
mắt đẹp không ngừng biến ảo, thủ đoạn này còn đáng sợ hơn mấy đệ tử tông môn mình từng gặp ở Côn Luân Khư khi còn nhỏ. Có lẽ, khi Bắc Minh trưởng thành có thể đối kháng được với Côn Luân Khư. Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này. Hạ Nhược Tuyết lại lắc đầu, đá suy nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu mình. Côn Luân Khư, thứ khổng lồ. Cô ấy không hy vọng Diệp Bắc Minh mạo hiểm, bị thương. Diệp Bắc Minh đi tới, quan tâm hỏi, sao hả, bị dọa giật mình. Hạ Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, không, em cũng quen rồi. Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, hay là chúng ta quay về đi? Diệp Bắc Minh đề nghị. Hạ Nhược Tuyết có chút thất vọng, được rồi. Diệp Bắc Minh lấy điện thoại, gọi cho Vạn Lăng Phong, bảo ông ta đến xử lý. Rồi đưa cho ông chủ quán thịt nướng 10.000 tiền mặt, dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi. Chân trước vừa mới đi, ngoài mấy trăm mét. Dưới đèn đường mờ mờ, một đám người đang đứng. Cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng. Một đám thanh niên đứng phía sau ông ta. Một cô gái trẻ kinh hãi, sư phụ, người vừa rồi là Khương Sơn Điêu của nhà họ Khương cổ võ. Đây chính là võ giả võ tôn trung kỳ, vậy mà, lại thua một thanh niên. Không phải là một lão quái vật uống thuốc cải lão hoàn đồng đấy chứ. Con người lão giả nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Im lặng một hồi. Khoảng 3 phút sau mới khàn khàn nói, đây là thanh niên chân chính. Cũng không phải là cải lão hoàn đồng. Những người sau lưng thoáng chốc bùng nổ. Cái gì? Làm sao có thể? Mẹ nó, Long Quốc lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy. Nếu tính tuổi thật thì hắn mới bao nhiêu chứ? Tính tới tính lui, nhìn cũng khoảng 25 tuổi thôi. Trời ơi, chưa đến 25 tuổi đã có thể giết võ tôn trung kỳ trong nháy mắt. Giết! Đám người phía sau lưng lão giả đều không lạnh mà run. Thiên phú và thực lực này quá khủng khiếp. Sư phụ, làm sao có thể? Trong mắt cô gái thoáng qua vẻ hoảng sợ, hít một hơi lạnh. Hô hấp cô ta dồn dập, ngực phập phồng. Rõ ràng bị Diệp Bắc Minh dọa sợ. Nhưng lão giả lại vui mừng, không ngờ, sống bao nhiêu năm lại có thể nhìn thấy thiên tài như vậy. Nếu lùi lại 10 năm, lão phu phải thu hắn làm đệ tử thân truyền. Soạt, ánh mắt tất cả mọi người lập tức ngưng tụ. Ghen tị, chấn động, kinh ngạc, bất ngờ. Các loại biểu cảm chợt lóe rồi biến mất. Bọn họ đều là thiên tài hàng đầu của các gia tộc cổ võ lớn. Cũng mới chỉ là đệ tử ký danh của lão giả, không có tư cách làm đệ tử thân truyền. Người tuổi trẻ kia lại có thể làm đệ tử thân truyền. Phải biết rằng lão giả là một võ thánh. Lại là minh chủ võ lâm tiền nhiệm của Long Quốc, Phong Cửu U. Lão giả lắc đầu, được rồi, chúng ta đi thôi. Đại hội võ đạo 30 năm một lần này sắp mở rồi, chúng ta phải lên đường. Trên đường về, giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, vừa rồi có người nhòm ngó cậu, phát hiện ra chưa? Diệp Bắc Minh gật đầu, phát hiện ra rồi, cách 700 mét, 13 võ giả. Trong đó có 12 người thực lực từ võ hoàng đến võ tông. Còn lão giả kia, tôi đoán hơn phân nữa là một võ thánh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu, cậu đoán đúng, đó quả thật là võ thánh. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, gần đâu thực lực võ giả gặp được sao càng ngày càng mạnh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười giải thích, không phải thực lực võ giả cậu gặp được càng ngày càng mạnh, mà là cậu càng ngày càng mạnh, vì vậy ánh mắt và tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn. Nếu như cậu ở trong thôn trang nhỏ, cậu cho rằng người võ lực mạnh nhất chắc hẳn là đồ tề giết lợn ở cửa thôn. Sau khi vào trong trấn, chắc hẳn là tổng giáo đầu ở võ quán. Tiến vào thành phố lớn có thể gặp được tông sư, dõi mắt toàn tỉnh, toàn quốc, toàn thế giới. Thực lực càng mạnh, phương diện tiếp xúc cũng càng rộng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói có lý. Cũng không phải là các võ giả trở nên mạnh mẽ. Mà những võ giả mạnh kia luôn tồn tại. Lúc anh vừa xuống núi, kẻ địch chỉ là vua Giang Nam, cấp bậc võ giả tiếp xúc đương nhiên cũng không cao. Vừa về cửa phủ Diệp, chuẩn bị đi vào. Đột nhiên, một bóng người bay tới, đập xuống bậc thềm. Cúi đầu nhìn, là một cô gái người đầy máu. Mặt đẹp trắng bệch, chật vật há miệng, xin anh giúp tôi liên lạc với một người tên Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cô là ai? Cô gái mở miệng, mẹ anh ta, tôi là người trong tộc của mẹ anh ta. Nói xong, nghiêng đầu, ngất xỉu. Cái gì?
Con ngươi Diệp Bắc Minh co rút kịch liệt, cô không được phép chết, mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, gia tộc của mẹ tôi. Xảy ra chuyện gì, cô là ai, có quan hệ thế nào với mẹ tôi? Diệp Bắc Minh lớn tiếng kêu lên. Cô gái không một chút phản ứng. Sinh mạng đang trôi đi nhanh chóng. Anh phất tay, kim bạc đâm vào trong cơ thể người phụ nữ. Đáng tiếc, người phụ nữ này quá yếu. Quỷ môn thập tam châm chỉ có thể giữ được mạng của cô ta, không thể khiến cô ta tỉnh lại. Cộp 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 cộp. Cùng lúc đó, một chàng tiếng bước chân truyền tới. Năm người đàn ông mặc trang phục cổ xưa, trên người bọn họ giải phóng ra khí tức cường hãn và lạnh băng, bao phủ toàn bộ cửa phủ Diệp. Năm võ tôn trung kỳ. Thực lực rất khủng khiếp. Một người đàn ông mở miệng, người phụ nữ kia là của chúng tôi, giao ra đây. Diệp Bắc Minh cũng không ngẩng đầu lên, phất tay, mấy viên đan dược xuất hiện. Đút cho cô gái ngất xỉu nuốt xuống. Con người năm người đàn ông co rút kịch liệt, đan dược cực phẩm, là đan dược cực phẩm. Một người quát lớn, nhóc con, mày là ai, sao có được đan dược cực phẩm? Một người khác cười nói, lần này rời khỏi Côn Luân Khư không có uổng rồi. Vậy mà lại có thu hoạch lớn thế. Người thứ ba hưng phấn xoa tay, ha ha ha, phí nhiều lời với hắn làm gì. Trực tiếp bắt lại, chúng ta có 100 hình phạt tàn khốc, không sợ hắn không nói. Côn Luân Khư. Những người này đến từ Côn Luân Khư. Con người Diệp Bắc Minh trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, cho các người một cơ hội, cô gái này là ai? Sao các người lại đuổi giết cô ta? Ha 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 ha. Năm người không chút kiêng kỵ bật cười thành tiếng. Nhóc con mẹ nó mày chán sống rồi hả, biết bọn tao là ai không? Hả, mày dám chất vấn bọn tao? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn năm người, giống như nhìn năm cỗ thi thể, cơ hội đã bị các người lãng phí rồi, vì vậy, đi chết đi. Dưới chân đạp một cái, bậc thang của phủ Diệp lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy. Diệp Bắc Minh nhảy lên cao, giống như ngọn núi lớn đè xuống năm người. Soạt, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, mang theo tiếng gào thét chém về phía năm người. Mày còn có thể dựa không biến ra một thanh kiếm. Nhóc con, mày có cả nhẫn chữ vật. Năm người này nhìn thấy kiếm đoạn long xuất hiện, tất cả đều kinh hãi. Sau đó, quá đỗi vui mừng, tham lam. Ha ha, thú vị, tao ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc mày có lai lịch gì. Một võ giả võ tôn trung kỳ chủ động đánh tới. Chia một bàn tay túm về phía kiếm đoạn long. Thanh kiếm gãy thôi mà, ngay cả con rồng trên đó cũng gãy. Có thể có lực sát thương gì? Phụt! Trong nháy mắt võ tôn trung kỳ và kiếm đoạn long tiếp xúc, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Bắt đầu từ cánh tay ông ta, trong nháy mắt bị kiếm khí nghiền nát, nổ tung ầm ầm. Tiếp theo là bả vai, ngực, đầu. Hóa thành một mảng xương máu. Người đàn ông trung niên ra tay bị một kiếm đánh nổ, hóa thành xương máu, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lão Tam. Bốn người còn lại kêu lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, con người còn lại kịch liệt. Một thanh niên giới thế tục mà có loại thực lực này. Một kiếm trong nháy mắt giết võ tôn trung kỳ. Đùa gì vậy? Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Lão Tam bị cậu thanh niên này một kiếm chém chết. Bốn người còn lại, sắc mặt nghiêm túc. Vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, một người trong số đó nghiêm trọng nói, là thanh kiếm đó có vấn đề. Thanh kiếm này không phải kiếm bình thường, lực lượng bộc phát ra từ nó cao đến triệu cân. Lão Tam là bị thanh kiếm này giết chết trong nháy mắt. Chỉ cần chúng ta tránh được thanh kiếm này, có thể giết được hắn. Ánh mắt mọi người ngưng động. Rơi vào kiếm đoạn long. Thân kiếm màu đen, hoa văn rồng trông rất sống động. Không khó tưởng tượng ra, thanh kiếm này đã từng được chạm trổ một con rồng quấn quanh. Chỉ là về sau kiếm gãy, rồng cũng đứt. Chắc chắn không? Đương nhiên chắc chắn. Được, đồng loạt ra tay, giết. Cẩn thận thanh kiếm đó, tránh xa nó. Lập tức, bốn võ tôn trung kỳ xuất hiện, nổi lên cơn lốc khủng khiếp. Cửa lớn bên ngoài phủ Diệp ầm ầm vang dội. Cây lớn ven đường bị gió thổi đung đưa, giống như một trận báo sắp ghé tới. Thân pháp của bốn người cực nhanh, giống như bốn đường quỷ ảnh, giết về phía Diệp Bắc Minh. Chỉ dựa vào mấy người. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, tay cầm kiếm đoạn long. Ngao ồ, hổ gầm long ngâm. Lúc này,
sau lưng anh bộc phát ra một luồng huyết quang ngút trời. Ngưng tụ thành một chiếc đầu rồng màu đỏ máu. Long đế quyết và thương long kình. Hai thứ chồng lên nhau, cộng thêm sức mạnh bản thân Diệp Bắc Minh, khoảng khắc bốn võ tôn trung kỳ xuất hiện quanh người anh, đột nhiên bộc phát ra. Cuồng bạo, tàn phá. Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long lên thật cao. Đâm xuống mặt đất. Một tiếng, keng, vang dội. Mặt đất nứt ra. Khe hở giống như mạng nhện vậy, lan tràn bốn phương tám hướng. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lấy kiếm đoạn long làm trung tâm cuốn ra ngoài, phun trào như núi lửa. Đây là đồng tử của bốn người đàn ông trung niên cùng lúc co rút lại. Sắc mặt từ lạnh như băng chuyển hóa thành sợ hãi. A! À, một tiếng hét thảm. Bọn họ bị luồng sức mạnh lạnh băng này đụng trúng, máu thịt giống như băng tuyết nhìn thấy lửa. Hòa tan trong nháy mắt. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, huyết khí toàn thân sôi trào. Qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Tim anh đập loạn không ngừng, sợ hãi nói, xảy ra chuyện gì vậy, tháp càn khôn chấn ngục, tôi không bị khống chế. Một khắc vừa rồi, Diệp Bắc Minh vận hành long đế quyết. Một luồng ý nghĩ giết hại từ đáy lòng truyền ra. Khoảnh khắc đó, Diệp Bắc Minh giống như một cỗ máy giết người. Anh không phải chính mình nữa rồi. Giọng nói tháp càn khôn chấn ngục nghiêm trọng, long đế quyết này có vấn đề, nó quá thích giết chóc. Vừa rồi sau khi cậu ngửi được mùi máu tanh đã kích thích bản tính thích giết chóc của nó. Tạm thời cậu đừng tu luyện long đế quyết nữa. Diệp Bắc Minh kinh hãi, đây là công pháp mẹ tôi để lại, sao có thể có vấn đề. Tháp càn khôn chấn ngục im lặng một lúc. Giọng nói lại truyền tới, tóm lại, trước khi chưa biết rõ, cậu dừng việc tu luyện long đế quyết đã. Vừa rồi trong nháy mắt như vậy, tôi đều cảm nhận được. Nếu như không phải cậu còn lý trí, e rằng sẽ trực tiếp mất khống chế. Trạng thái tàn sát đó của cậu nếu như mất đi khống chế sẽ rất đáng sợ. Cứ nhìn thấy người là sẽ giết, bất luận là người thân, bạn bè, kẻ địch, tất cả đều sẽ bị cậu giết chết. Chân mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt lại. Anh cũng phát hiện ra điều này. Tu luyện long đế quyết quả thật có thể khiến anh mất khống chế. Công pháp mẹ để lại này rốt cuộc là sao? Anh quay về trước cửa phủ Diệp, người phụ nữ kia vẫn đang ngủ mê man. Vạn Lăng Phong biết được chuyện phủ Diệp liền vội vã chạy tới. Nhìn máu tươi đầy đất, ông ta có chút khiếp sợ, chủ nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh ôm người phụ nữ kia, Lăng Phong, dọn dẹp phủ Diệp trước đã rồi nói. Rõ, Vạn Lăng Phong không dám thở ơ. Diệp Bắc Minh ôm cô gái vào trong phòng mình. Người phụ nữ này đã rất yếu ớt, da thịt trắng bệch không khỏe. Diệp Bắc Minh biết, đây là do mất máu quá nhiều dẫn đến. Má cô ta xinh đẹp, cũng xem như là mỹ nữ tuyệt thế. Tuổi tác không khác biệt so với Diệp Bắc Minh lắm. Trên người cô ta tổng cộng có 30 mấy vết thương khủng khiếp. Mỗi chỗ đều sâu thấy xương, vô cùng chí mạng. Nếu như là người bình thường đã chết lâu rồi. Kinh mạch đứt đoạn, huyết dịch khô héo. Chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Giọng điệu của Diệp Bắc Minh không cho phép ai hoài nghi, tôi mặc kệ cô là ai, tôi không cho cô chết. Quỷ môn thập tam châm làm người chết sống lại, máu thịt tái sinh. Tiểu quỷ cút, Diêm Vương lui đi. Một tiếng quát lớn. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, kim bạc trong tay rơi xuống. Anh vẫn muốn vận chuyển nội lực của mình vào trong cơ thể người phụ nữ, nối kinh mạch gãy lìa của cô ta lại. Cứ như vậy qua khoảng 3 tiếng. Sinh mạng của người phụ nữ cuối cùng đã khôi phục một chút. Diệp Bắc Minh gần như vận chuyển một nửa nội lực cho cô ta. Nuốt đan ngưng tụ, khôi phục nội lực. Khụ khụ khụ. Cô gái ho khan hai tiếng. Diệp Bắc Minh mở mắt đi tới. Soạt. Khoảnh khắc đến gần người phụ nữ, cô ta đột nhiên ra tay, tay chém đến cổ họng Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay túm cổ tay cô ta, tôi hy vọng đây là lần đầu cô ra tay với tôi, cũng là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, tôi đảm bảo cô sẽ chết. Cô gái run lên, nhìn lướt qua bốn phía. Mình đang ngủ trong phòng ngủ lớn. Nguy nga lộng lẫy. Mà cô ta thì đang nằm trên một chiếc giường trong phòng ngủ. Anh là... Cô gái nhìn Diệp Bắc Minh. Biết là người đàn ông trước mặt đã cứu mình, cô ta một khắc cũng không muốn ở lâu. Đa tạ ơn cứu mạng, nhưng tôi phải đi rồi. Diệp Bắc Minh hỏi, cô muốn đi đâu? Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời, không liên quan đến anh. Diệp Bắc Minh cười,
không phải cô muốn tìm Diệp Bắc Minh sao? Cô gái kinh ngạc, sát ý trong mắt lóe lên, sao anh biết, anh là ai? Diệp Bắc Minh dùng sát ý kinh khủng hơn phản kích lại, vừa rồi lúc cô hôn mê, cô nói câu này với tôi, bảo tôi giúp cô đi tìm Diệp Bắc Minh. Bây giờ lại hỏi sao tôi biết? Ngược lại tôi muốn hỏi cô, làm sao cô biết? Còn nữa, trước khi cô ngất đi còn nói cô là người trong tộc của mẹ Diệp Bắc Minh, chuyện này là thế nào? Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Cô gái lui về phía sau, bị sát ý của Diệp Bắc Minh chấn nhiếp, anh là ai, liên quan gì đến anh? Đừng tưởng rằng anh cứu được tôi rồi thì tôi phải nói ra chuyện của mình cho anh. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, bởi vì tôi chính là Diệp Bắc Minh. Cái gì? Con người người phụ nữ co rút, biểu cảm biến ảo bất định. Từ bất ngờ hóa thành khiếp sợ. Lại từ khiếp sợ hóa thành mừng như điên. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, con người liên tục híp lại, anh chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, được rồi, bây giờ có thể nói lai lịch của cô cho tôi. Cô gái hít sâu một hơi, tôi là Diệp Ngưng Huyên, đến từ nhà họ Diệp Côn Luân Khư. Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhà họ Diệp Côn Luân Khư. Diệp Ngưng Huyên gật đầu, đúng vậy. Hai ngày trước, tôi trốn ra khỏi Côn Luân Khư, cuối cùng tìm ra được tin tức của anh. Đáng tiếc, người của Diệp Phi Phàm đuổi giết tôi, khó khăn lắm mới chạy đến Giang Nam. Chờ chút. Diệp Bắc Minh trực tiếp cắt lời, con người lạnh như băng, tôi không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn của cô. Tôi chỉ muốn biết lai lịch của mẹ tôi. Bà ấy có phải đến từ nhà họ Diệp Côn Luân Khư không? Diệp Ngưng Huyên thẹn quá hóa giận, anh. Cô ta khó khăn lắm mới tìm được Diệp Bắc Minh, đối phương lại có thái độ này. Nếu không phải vì nhà họ Diệp, nếu không phải vì ông nội, cô ta đã nổi giận lâu rồi. Nhịn. Tôi nhịn. Hít sâu một hơi, tức đến mức vết thương suýt nữa vỡ ra, mẹ anh là người của nhà họ Diệp, hơn nữa còn là cô của tôi. Tính theo vai vế, tôi là chị họ của anh. Biểu cảm Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, không chút dao động, các người biết mẹ tôi đi đâu không? Diệp Ngưng Huyên lắc đầu, không biết. 23 năm trước, mẹ anh đột nhiên quay trở lại nhà họ Diệp, hơn nữa còn vác bụng bầu về. Diệp Bắc Minh sững sờ. Diệp Ngưng Huyên tiếp tục nói, sau đó, không biết chuyện gì, mẹ anh mang theo một bộ võ kỹ của gia tộc rồi biến mất. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Là Long Đế Quyết sao? Về sau, Học viện Thiên Thần, Cung Hạo Miểu, còn có cả Đế Quốc Thanh Long xuất hiện ở nhà họ Diệp, muốn bắt mẹ cậu đi. Nhà họ Diệp đã trả cái giá rất lớn mới tránh khỏi nạn diệt tộc. Con người Diệp Ngưng Huyên có chút đỏ bừng. Bố mẹ cô ta đã chết dưới tay những người đó. Diệp Ngưng Huyên nói, sau đó nhà họ Diệp yên ổn được 23 năm. Ba ngày trước, Diệp Phi Phàm dẫn theo trưởng lão của Học viện Thiên Thần, tiến vào mật thất nhà họ Diệp. Ông nội tôi, cũng chính là ông ngoại anh, bây giờ không biết sống chết. Khí tức Diệp Ngưng Huyên có chút nóng nảy. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tia máu, Diệp Phi Phàm. Hắn phản bội nhà họ Diệp, hắn đáng chết. Sau khi tôi trốn ra từ trong vòng vây giết, tôi liền chạy đến Long Quốc, tìm tin tức của anh. Chạy đến Giang Nam, còn bị người của Học viện Thiên Thần đuổi kịp, chuyện về sau anh biết rồi đó. Nói xong, ngậm miệng, toàn bộ quá trình, biểu hiện của Diệp Bắc Minh vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến Diệp Ngưng Huyên có chút bất ngờ. Diệp Bắc Minh biết lai lịch thân phận của mình, không kinh ngạc, bất ngờ hay vui mừng bất ngờ sao? Tại sao lại có biểu hiện này? Lòng dạ hắn so với người cùng tuổi sâu hơn rất nhiều. Diệp Ngưng Huyên thầm nghĩ. Một lát sau, cô ta không nhịn được hỏi, anh sao lại phản ứng vậy? Diệp Bắc Minh cười, lời của cô sơ hở quá nhiều. Thứ nhất, mẹ tôi vì sao 23 năm trước đột nhiên lại quay về nhà họ Diệp? Thứ hai, bà ấy mang thai, các người không biết tôi là con của ai? Thứ ba, từ lời cô nói xem ra các người hẳn biết đến sự tồn tại của tôi, hơn nữa còn ở ngay Long Quốc. Nếu các người biết đến sự tồn tại của tôi, tại sao không đến tìm tôi? Thứ tư, hóa ra tôi còn có ông ngoại à? Anh cười đầy thâm ý. Cho dù tôi còn có ông ngoại, vì sao năm đó mẹ tôi bị đuổi giết, người được gọi là ông ngoại đó lại không ra tay? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn Diệp Ngưng Huyên, có thể có một khả năng, nhà họ Diệp các người đã làm một loại giao dịch, từ bỏ mẹ tôi.
Dù mẹ tôi bị giết chết, đối với nhà họ Diệp các người mà nói cũng không liên quan. Chỉ cần nhà họ Diệp không sao là được. Đây không phải chính là hy sinh cái không quan trọng để bảo vệ những gì quan trọng nhất. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh phân tích mạch lạc rõ ràng. Gọn gàng ngăn nắp. Diệp Ngưng Huyên thầm kêu không ổn rồi. Bởi vì Diệp Bắc Minh không phải nói nhà họ Diệp chúng ta, mà là nhà họ Diệp các người. Một cách nói không thân thích. Diệp Ngưng Huyên giải thích, chúng tôi không tìm anh là vì để bảo vệ anh. Hơn nữa, năm đó quả thật đã xảy ra một vài chuyện, nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu. Chúng tôi là vì nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh cười, để bảo vệ tôi. Vì nhà họ Diệp. Ha ha ha, thú vị. Vì nhà họ Diệp mà buông bỏ tôi. Diệp Bắc Minh bật cười thành tiếng. 5 năm trước, bố mẹ nuôi tôi bị giết, anh cả chết thảm, tôi bị người ta đuổi giết mấy tháng trời suýt chút nữa cũng chết. Nếu không phải chị Tiểu Yêu cứu tôi một mạng, bây giờ các người còn có thể đến tìm tôi được không? Bây giờ dường như nhà họ Diệp xảy ra vấn đề, các người chạy đến tìm tôi. Là muốn bảo tôi giúp đỡ cứu nhà họ Diệp. Con người Diệp Bắc Minh lạnh như băng, giống như liếc mắt nhìn thấy tâm tư của Diệp Ngưng Huyên. Diệp Ngưng Huyên bị chấn động. Cô ta quả thật là muốn nhờ Diệp Bắc Minh giúp đỡ. Không ngờ lại trực tiếp bị nhìn thấu. Cô ta có chút kinh hãi, anh. Diệp Bắc Minh hạ lệnh đuổi khách, đi thong thả, không tiễn. Anh. Diệp Ngưng Huyên ngây người. Diệp Bắc Minh muốn đuổi cô ta đi. Giọng trầm xuống, Diệp Bắc Minh, anh đừng hối hận. Cút. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Anh không có một chút thiện cảm gì với người nhà họ Diệp ở Côn Luân Khư. Cho cô 3 phút, nếu cô vẫn còn ở phủ Diệp. Giết không tha. Diệp Ngưng Huyên ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, cơ thể run rẩy. Cô ta có một loại cảm giác, Diệp Bắc Minh nguy hiểm hơn đám người ở học viện thiên thần kia. Kéo lê cơ thể bị thương. Đi ra khỏi phủ Diệp, biến mất trong màn đêm. Sau khi rời khỏi phủ Diệp, Diệp Ngưng Huyên lấy ra một tấm lệnh bài huyền thiết. Diệp Bắc Minh, đây là lựa chọn của anh. Tôi có tấm lệnh bài huyền thiết này, quay về Côn Luân Khư vẫn có thể gia nhập một thế lực siêu cấp. Xoay người biến mất. Trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh vốn không coi nhà họ Diệp Côn Luân Khư ra gì. Gặp phải nguy hiểm. Liên quan đếch gì đến ông đây? Để nhà họ Diệp tự sinh tự diệt đi. Còn ông ngoại trên danh nghĩa kia, 23 năm trước bỏ mặc con gái mình bị người ta đuổi giết, bây giờ muốn anh hỗ trợ. Anh cũng chẳng buồn phản ứng. Chết, vậy cứ để ông ta đi chết đi. Ngồi xếp bằng. Giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, tiếp theo chuẩn bị làm gì? Xem ra mẹ cậu thật sự đến từ Côn Luân Khư. Diệp Bắc Minh gật đầu, vẫn cần phải tìm thấy mẹ tôi trước, tất cả có thể giải quyết dễ dàng. Thật ra thì Diệp Ngưng Huyên còn mang đến một tin tức khác, bố tôi là ai? Từ biểu hiện của Diệp Ngưng Huyên xem ra nhà họ Diệp Côn Luân Khư cũng không biết lai lịch của bố tôi. Cau mày! Đây cũng là một ẩn số. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, thân thế của cậu vẫn rất thần bí. Nhưng vấn đề cũng không có gì quá lớn. Chỉ cần cậu không ngừng trưởng thành, trở thành chúa tể của thế giới này, một biết rõ một vài chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Diệp Bắc Minh đồng ý với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Trưởng thành, thực lực, chỉ cần đủ thực lực, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Bỗng nhiên, chân mày anh động đậy, có người tới. Một bóng hình xinh đẹp mặc đồ ngủ rón rén đẩy cửa đi vào. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, đóng kín cùng chung cảm giác với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một mùi hương cơ thể phả vào mặt. Đánh lén. Quá nhanh. Diệp Bắc Minh không phản ứng kịp, Nhược Tuyết. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Khi Sương nhận điện thoại, vẻ mặt liền biến sắc. Cô ta chạy đến trước phòng ngủ của Diệp Bắc Minh, điên cuồng đập cửa phòng của anh. Phập phập phập, Lục Khi Sương lo lắng hét lớn, thần y Diệp, cứu mạng, bố của tôi sắp không xong rồi. Cửa phòng được mở ra, Hạ Nhược Tuyết ôm cái chăn chạy thật nhanh ra ngoài. Lục Khi Sương ngẩn người. Diệp Bắc Minh đi ra, có chuyện gì thế? Lục Khi Sương phản ứng lại. Vội vàng nói, thần y Diệp, bố của tôi vừa nhận được tin, bố của tôi sắp không xong rồi. Cầu xin anh, bây giờ xuất phát đến nhà họ Lục đi. Đầu gối cô ta mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất. Nước mắt ào ào tuôn rơi. Diệp Bắc Minh đóng cửa phòng, đợi tôi thay quần áo.
Khi Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng, lại gọi Vạn Lăng Phong đến dặn dò mấy câu, sau đó cùng Lục Khi Xương về nhà. Nhà họ Lục, gia tộc ẩn thế ở Hà Tây, ở sâu trong một khu rừng cây nguyên thủy. Vô cùng ẩn khuất, phải đến 5 tiếng đồng hồ, gần đến buổi trưa mới đến được nhà họ Lục. Trạch viện cổ xưa, cổng lớn nguy nghiêm. Bảo vệ gác cổng đều là võ hoàng đỉnh phong. Xem ra quả nhiên thực lực võ đạo của những gia tộc ẩn thế quả nhiên mạnh hơn nhiều so với gia tộc cổ võ. Bọn họ cũng khiêm tốn hơn. Võ giả bình thường không biết đến gia tộc ẩn thế, chỉ biết gia tộc cổ võ. Lục Khi Xương dẫn Diệp Bắc Minh đến thẳng nơi sâu nhất nhà họ Lục. Trong một gian phòng mang hương sắc cổ xưa, người đàn ông nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Chính là Lục Lâm Thiên, bố của Lục Khi Xương. Những người có cương vị cao của nhà họ Lục đều có mặt. Vẻ mặt nghiêm túc, một ông lão mặc áo choàng xám đang cứu người. Sau khi Lục Khi Xương xông vào, bố, thần y Diệp, đó chính là bố của tôi, xin ngài mau cứu người đi. Soạt, lập tức, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt qua. Một thanh niên, thần y, khẩu khí lớn thật đấy. Trên khuôn mặt của rất nhiều người hiện lên nụ cười lạnh lùng. Một người đàn ông trung niên lạnh giọng nói, Khi Xương, cháu câm miệng đi, đây là thần y tôn của Dược Vương Cốc. Bác cả của Lục Khi Xương, Lục Trường Không. Lục Khi Xương kinh hãi. Dược Vương Cốc, đó là một trong những gia tộc của người canh giữ Hoa Hạ đấy. Thần y tôn quay đầu lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái thứ gì thế này, đuổi ra ngoài. Diệp Bắc Minh khinh thường lên tiếng, ngay cả cách cứu người mà ông cũng dùng sai, còn dám tự xưng là thần y. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. Suýt, to gan thật đấy. Người của Dược Vương Cốc, mà cậu cũng dám nghi ngờ. Rất nhiều người nhìn qua, đều hít khí lạnh. Một người đàn ông trung niên đi đến, ánh mắt lạnh như băng. Cậu là ai? Có lai lịch thế nào? Sư phụ của cậu là ai? Ông ta chỉ vào mặt Diệp Bắc Minh, cậu có biết, cho dù sư phụ của cậu ở đây, nhìn thấy thần y tôn của Dược Vương Cốc thì cũng phải dập đầu quỳ bái không? Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, sỉ nhục sư phụ của tôi. Chết! Anh giơ bàn tay tát một cái qua. Phập! Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng bị tát chết. Thần y tôn sợ giật nảy người, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con giỏi lắm, mày dám giết người của Dược Vương Cốc. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đến thần y tôn. Chỉ vào người đàn ông nằm trên giường, nhìn sang Lục Khi Xương, người mà cô bảo tôi cứu, chính là ông ấy, phải không? Lục Khi Xương gật đầu, đúng thế. Được, tôi cứu ông ta một mạng, chúng ta hết nợ. Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn. Phớt lờ tất cả mọi người. Sải bước lớn đi về phía bố của Lục Khi Xương. Sắc mặt thần y tôn sầm xuống, ngăn hắn lại cho tôi. Một đám người của Dược Vương Cốc xông lên. Trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng khí trường cường mạnh, đánh bay tất cả bọn họ. Ngay cả thần y tôn cũng sượt sượt lùi lại, đặt mông ngồi phệt xuống đất, chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Đến trước giường bệnh, cúi đầu nhìn. Chúng hỏa độc, lại thêm luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bị đứt 19 sợi kinh mạch, hỏa độc ăn vào tim. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng. Thần y tôn sợ giật mình. Mọi người nhà họ Lục cũng rất kinh ngạc, người thanh niên này có lai lịch thế nào? Chỉ mới nhìn một lượt, đã chẩn đoán ra bệnh trạng của bố Lục Khi Xương. Lục Trường Không quát nói, Lục Khi Xương, cháu tùy tiện nói bệnh trạng của bố cháu cho người khác sao? Ngoài lão tổ, Lục Lâm Thiên là người có thực lực cao nhất trong nhà họ Lục. Cảnh giới võ tôn hậu kỳ. Nếu để gia tộc ẩn thế khác biết Lục Lâm Thiên bị phế, địa vị nhà họ Lục chắc chắn sẽ bị tụt mạnh. Soạt. Liền sau đó, tất cả người nhà họ Lục đều tức giận nhìn chằm chằm Lục Khi Xương, hận không thể xé xác cô ta. Lục Khi Xương giải thích, bác cả, cháu không nói cho thần y Diệp. Cháu câm miệng đi. Lục Trường Không quát một tiếng, một luồng khí tức võ tôn sơ kỳ nghiền áp đến. Sắc mặt Lục Khi Xương tái nhợt. Khụ khụ. Đột nhiên, tiếng ho khan vang lên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua, chỉ thấy Lục Lâm Thiên vốn nằm trên giường bệnh. Tỉnh lại. Vậy mà Lục Lâm Thiên đã tỉnh lại. Áo của ông ta được cởi khuy, để lộ phần lồng ngực cắm 7-8 cây kim châm. Chỉ mấy cây kim châm, vậy mà đã khiến Lục Lâm Thiên tỉnh lại. Thần y tôn của Dược Vương Cốc ngẩn người.
cả hiện trường im phăng phắc. Chỉ có Diệp Bắc Minh cất giọng bình tĩnh, tôi đã nối lại kinh mạch cho ông rồi. Tôi sẽ kê một đơn thuốc cho ông, uống 3 ngày là được. Nhớ kỹ, trong vòng 1 tuần, cấm luyện võ. Mọi người chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh đi sang một bên, tiện tay viết một đơn thuốc. Diệp Bắc Minh nhìn sang Lục Khi Xương, hai chúng ta hết nợ, cáo từ. Anh quay người định bỏ đi. Tất cả người nhà họ Lục đều thộn người, thế này là sao? Lục Lâm Thiên gọi lớn, người anh em, cảm ơn cậu đã cứu mạng, xin mời cậu ở lại nhà họ Lục mấy ngày. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm, nhanh chóng biến mất. Thần y Tôn kích động dậm chân, tôi biết rồi, quỷ môn thập tam châm, quỷ môn thập tam châm, đây là quỷ môn thập tam châm thất truyền đã lâu. Chỉ có quỷ môn thập tam châm mới có thể cứu được Lục Lâm Thiên. Ánh mắt của đám người Dược Vương Cốc đều rực lửa. Sau đó hóa thành vẻ tham lam. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi nhà họ Lục, quay về Giang Nam với tốc độ nhanh nhất. Đã là 4 giờ chiều. Vạn Lăng Phong đứng ở cổng lớn phủ Diệp, sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay về, nhanh chóng tiến lên, chủ nhân, cuối cùng cậu cũng về rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi, sao thế? Vẻ mặt Vạn Lăng Phong nghiêm trọng, gia tộc ẩn thế gửi cho cậu thiếp anh hùng, mời cậu tham gia đại hội võ đạo. Vạn Lăng Phong giải thích, đại hội võ đạo của Long Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần là người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu, gần như đều đến hết. Bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, ở đâu? Trên danh sách những người phải chết của anh, còn có mấy người chưa chết? Anh đang suy nghĩ, làm cách nào để toàn bộ những người trên danh sách phải chết đều biến mất? Nếu thực sự giống như lời Vạn Lăng Phong nói, thì chẳng phải vừa đúng lúc sao? Vạn Lăng Phong trả lời, ở tỉnh Bảo Đảo. Được. Diệp Bắc Minh giơ tay, bản danh sách những người phải chết xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn lại 13 cái tên. Anh giống như tử thần trở về từ địa ngục, nhìn 13 cái tên này, nên kết thúc rồi. Đại hội võ đạo, tiễn tất cả các người lên đường. Lúc này, trong một khu biệt thự tư nhân được canh phòng nghiêm ngặt ở tỉnh Bảo Đảo. 13 võ giả trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Cũng là 13 người trên danh sách những người phải chết của Diệp Bắc Minh. Tất cả đều có mặt. Sắc mặt của họ đều ngưng trọng. Trước mặt là một đống tài liệu thông tin cá nhân của Diệp Bắc Minh. Một cô gái đông doanh ngồi trên tatami nói, các vị đều nhìn thấy rồi chứ. 23 trăm trước các vị ra tay với mẹ của Diệp Bắc Minh, anh ta nhất định sẽ giết chết các vị. Diệp Bắc Minh này, đã rất vô pháp vô thiên rồi. Anh ta dám giết hoàng đế của đông doanh tôi, cũng dám xông vào hoàng cung của Ưng Quốc. Mức độ tàn bạo của anh ta, ngay cả quan chức Long Quốc cũng bao che cho anh ta. Cái mạng của các vị chẳng là cái thá gì đối với anh ta. Ánh mắt của 13 người sầm xuống. Lóe lên ánh lạnh lùng. Cô gái đông doanh giơ một bát rượu, tôi lấy danh nghĩa công chúa đông doanh. Mời các vị liên thủ giết Diệp Bắc Minh. Lập tức có người gật đầu, tôi tham gia. Tôi tham gia. Tôi cũng tham gia. Đợi khi tất cả mọi người rời đi. Cô gái đông doanh đi đến một bên, mở ra một bàn thờ. Bài vị của uy hoàng đông doanh xuất hiện trước mặt. Cô ta châm một nén hương, phụ hoàng, người yên tâm. Chỉ cần Diệp Bắc Minh đến tỉnh Bảo Đảo, con nhất định đích thân giết hắn. Tiến vào phủ Diệp, không thấy bóng dáng của Hạ Nhược Tuyết. Hôm qua hành hạ cả một đêm, anh còn cho rằng Hạ Nhược Tuyết đi nghỉ ngơi rồi chứ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nhược Tuyết, alo, Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt, Bắc Minh, sao thế? Không sao, không thấy em ở nhà, anh. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, em vẫn ổn chứ? Lớp giấy dán cửa sổ giữa họ bị xuyên thủng, ngược lại có chút xa cách. Không biết có phải ảo giác không? Hạ Nhược Tuyết đầu bên kia điện thoại đỏ ửng mặt, em không sao, bây giờ đang ở công ty, chốc nữa nói chuyện sau nhé. Khụ khụ, được. Tắt máy. Bên cạnh, Tôn Thiến che miệng cười thầm, đánh úp. Véo một cái thật mạnh vào bên hông của Hạ Nhược Tuyết. A, à, Hạ Nhược Tuyết thét lên một tiếng, con bé đáng chết, cậu dám đánh lén tớ hả? Tôn Thiến cười nói, khì khì, tự ăn trái cấm, còn có mặt mũi nói tớ. Hạ Nhược Tuyết kinh sợ, cậu nói linh tinh cái gì thế hả? Tớ nói linh tinh. Tôn Thiến chống nạnh, bày dáng vẻ đã nhìn thấu tất cả từ lâu,
tớ đã nói mà, lúc đến công ty, dáng đi của cậu đã có vấn đề rồi. Còn cả thần thái, cử động, rõ ràng là một cô gái thoát xác biến thành đàn bà. Hạ Nhược Tuyết sợ giật mình, rõ ràng lắm hả? Tôn Thiến lắc đầu, cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là thường ngày tớ lên mạng xem khá nhiều thông tin, cho nên hiểu rất rõ. Hạ Nhược Tuyết thở nhẹ nhõm, nếu bị người đó biết, Diệp Bắc Minh sẽ gặp rắc rối. Bây giờ cô ấy cố ý xa cách Diệp Bắc Minh, là để chuẩn bị cho sau này rời bỏ. Này! Tôn Thiến đột nhiên gọi một tiếng, làm Hạ Nhược Tuyết giật mình. Con bé đáng chết, cậu làm gì thế hả? Hi hi, làm gì? Đương nhiên là tớ phải hỏi cậu, có cảm giác thế nào? Tôn Thiến cười xấu xa lao đến, tóm lung tung trên người Hạ Nhược Tuyết. A! À, Hạ Nhược Tuyết kêu la liên hồi. Hai cô gái đùa nhau một trận, thở hổn hển, mặt đỏ bừng mới dừng tay. Tôn Thiến nén thấp giọng, Nhược Tuyết, rốt cuộc có cảm giác thế nào hả? Tuy Tôn Thiến được gọi là lão làng, không có gì là chưa từng thử. Nhưng nói cho cùng, ngay cả bạn trai cũng không có. Rất nhiều kiến thức chỉ là lý thuyết suông. Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng mặt, con bé đáng chết, nếu cậu muốn biết thì tự tìm bạn trai đi. Tôn Thiến ưỡn bộ ngực kiêu hãnh, tớ không tìm đấy. Chị đây muốn độc thân cả đời, đừng có ai mơ tưởng có được tớ. Cho đám đàn ông thối thèm muốn chết. Hạ Nhược Tuyết thở dài một tiếng, hơi thất vọng. Chậm rãi đi đến bên cửa sổ, hai tay chống cằm. Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Tuyết Minh ở nơi phồn hoa nhất của thành phố Giang Nam, nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Giang Nam. Sao thế? Tôn Thiến đi đến, thấy hơi kỳ lạ, cậu đang lo lắng về vợ chưa cưới của anh ta à? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, không cần lo lắng nữa, tớ rút lui. Hả? Tôn Thiến kinh ngạc, sau đó đưa tay sờ trán của Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, cậu bị sốt hả? Vừa mới làm chuyện đó với Diệp Bắc Minh, bây giờ lại rút lui. Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Hạ Nhược Tuyết cười dịu dàng, không trả lời. Kéo tay của Tôn Thiến, dựa lên vai của cô ta, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ được anh ấy. Bảo vệ anh ta? Tôn Thiến thộn người, lại có chuyện gì vậy? Cậu đang diễn kịch ngôn tình Quỳnh Giao à? Cậu thích anh ta thích cậu, nhưng cậu lại không thể ở bên cạnh anh ta. Cái gì mà loạn cào cào thế? Tôn Thiến than thở. Hạ Nhược Tuyết chỉ lắc đầu, không chịu nói thêm một câu, cậu càng biết nhiều, càng không có lợi cho cậu. Tôn Thiến, chúng ta là bạn tốt phải không? Ừ. Tôn Thiến gật đầu liên tục. Cô ta cảm thấy bản thân có gì đó sai sai. Vậy cậu hứa với tớ một chuyện. Được, cậu nói đi, đừng nói là một chuyện, 100 chuyện cũng được. Hạ Nhược Tuyết cắn môi, thay tớ quan tâm quản lý tập đoàn Tuyết Minh thật tốt, chăm sóc bố mẹ của tớ thật tốt. Chăm sóc Bắc Minh thật tốt, có lẽ tớ sắp phải đi rồi. À! Diệp Bắc Minh tiến vào trong mật thất. Nửa tiếng sau, một bóng hình đi ra từ mật đạo. Nhìn tất cả mọi thứ dưới mật thất ngầm của phủ Diệp, hơi kinh ngạc. Diệp Bắc Minh mở mắt, hầu tử, anh đến rồi à? Hầu tử nhanh chóng bước vào. Cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nửa tiếng trước, Diệp Bắc Minh gọi điện bảo anh ta đến phủ Diệp, anh ta bèn đến thẳng đây. Anh Diệp, nơi này là... Diệp Bắc Minh vỗ vai của anh ta, bảo anh ta ngồi xuống. Nơi này là mật thất ngầm của phủ Diệp, cũng là nơi tôi huấn luyện tiểu đội sát thần. Hầu tử nghi hoặc tiểu đội sát thần. Diệp Bắc Minh giải thích, cậu có thể hiểu tiểu đội sát thần như cẩm y vệ của triều Minh, gần giống như đặc vụ, sát thủ. Hầu tử suy tư gật đầu. Diệp Bắc Minh ngưng trọng nói, hầu tử, tôi nói cho anh biết chuyện tiểu đội sát thần, chỉ là để sau này khi anh gặp nguy hiểm, có thể thông báo cho tiểu đội sát thần, bảo vệ bản thân. Anh cho hầu tử một số điện thoại. Nếu gặp nguy hiểm, có thể gửi tin nhắn đến số này. Tự nhiên sẽ có người ra tay giúp anh ta giải quyết rắc rối. Hầu tử gật đầu, ghi nhớ số điện thoại này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, hầu tử, sở dĩ tôi nói với anh những chuyện này, là muốn để khi anh là một người bình thường, có sức mạnh đối kháng nguy hiểm. Hầu tử gật đầu, anh Diệp, tôi hiểu. Diệp Bắc Minh nói tiếp, đồng thời, tôi cũng từng hứa với anh, sẽ dạy anh học võ. Cho nên, bây giờ trước mắt anh có hai con đường. Thứ nhất, tiếp tục làm một người bình thường. Với nguồn lực hiện tại của tôi, cho anh làm một người giàu có nhất hành tỉnh Đông Nam,
thậm chí là giàu nhất Long Quốc cũng không vấn đề gì. Hầu tử bắt đầu thở gấp. Anh ta biết Diệp Bắc Minh không nói đùa. Đôi mắt rực lửa. Thông qua sự quan sát trong thời gian này, hầu tử cũng biết, người anh em này của mình không tầm thường. Hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Chiến thần Vạn Lăng Phong của hành tỉnh Đông Nam cũng nghe anh sai bảo. Hơn nữa, còn vô cùng cung kính với mình. Lúc này, địa vị người giàu nhất Long Quốc chỉ ở trong tầm tay. Nghĩ lại ban đầu anh ta đến Trung Hải, chẳng phải là vì kiếm tiền sao? Chỉ cần mình gật đầu. Tương lai, vinh hoa phú quý, tiền tài, địa vị, mỹ nữ, thậm chí là quyền lực, có thể tóm được bất cứ lúc nào. Nhưng, mình có thực sự muốn những điều này không? Từ lúc thấy được giá trị võ lực đáng sợ của võ giả, tư duy của hầu tử đã thay đổi. Trong mắt người luyện võ, người bình thường như con kiến, có thể giết bất cứ lúc nào. Thế giới này, chỉ có võ lực cường mạnh mới có thể đứng vững. Nếu không phải là võ lực của Diệp Bắc Minh, thì anh ta đã bị cậu Khoát nhà họ Quân chơi chết rồi. Hầu tử hít sâu một hơi, anh Diệp. Tôi chọn con đường thứ hai. Tôi muốn luyện võ, tôi muốn trở thành võ giả cường mạnh. Tôi muốn nắm giữ số phận của mình. Mạnh mẽ có lực, trịnh trọng khí phách. Diệp Bắc Minh cười vui vẻ, được, hầu tử. Tôi sẽ dẫn anh đến một thế giới tu võ hoàn toàn mới. Rất nhiều năm sau, khi danh tiếng của Vương Khinh Hậu như tiếng sét bên tai vang khắp cả địa cầu, thậm chí cả Côn Luân Hư. Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm nay, tất cả mọi việc trong mật thất của nhà họ Diệp đúng là may mắn. May mắn ngày đó anh ta đã lựa chọn đúng đắn. 3 ngày sau, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi mật thất, đóng cửa lớn mật thất dưới lòng đất. Lập tức hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ. Không ai được phép bước vào mật thất dưới lòng đất. Mỗi ngày đưa nước sạch và cơm canh đủ dùng đến là được. Một hộ vệ trả lời một tiếng, rõ. Đi đến phòng khách, Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải đã đợi ở đây từ lâu. Chủ nhân, thiếu chủ, Lâm Thương Hải đặc biệt từ Tượng Quốc trở về. Là để dẫn người đến bảo đảo tham dự đại hội võ đạo với thân phận hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Giang Nam. Máy bay đã được chuẩn bị xong. Diệp Bắc Minh gật đầu, xuất phát, đến tỉnh Bảo Đảo. Núi Nhật Nguyệt, ngọn núi cao nhất tỉnh Bảo Đảo. Sáng sớm, rất nhiều đội quân xuất hiện, thiết lập trạm chốt trên đường. Du khách dừng bước. Từ các nơi Á Châu, các nước lớn đều có võ giả đến. Như Tượng Quốc, Thúy Quốc. Hiệp hội Võ đạo Long Quốc cũng có người tham dự, nhưng hầu như chỉ để làm phông nền. Những gia tộc ẩn thế hàng đầu mới là trụ cột vững chắc của giới võ đạo Long Quốc. Còn có một vài gia tộc tộc người canh giữ của Long Quốc, căn cơ nguồn lực càng đáng sợ khủng bố. Một hội trường võ đạo khổng lồ được xây dựng trên đỉnh núi Nhật Nguyệt. Võ đài sắt thép màu đen ở trung tâm hoàn toàn được đổ bê tông cốt thép. Xây dựng một lần đã thành công. 9 con thần long màu đen cũng được đổ bê tông cốt thép. Sinh động như thật. Vô cùng uy nghiêm. Tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn của giới võ đạo. Hiệp hội võ đạo năm nay đúng là phồn vinh chưa từng có. Rất nhiều nhân vật lớn, khí tức thật đáng sợ. Nhìn xem, đó là thánh giả thái quyền của Tượng Quốc. Còn người đó, nghe nói là tà thần của Thúy Quốc. Đại vu sư của Mã Quốc, đều là nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ đều đến rồi. Toàn thân mọi người run lên. Những võ giả khủng bố bình thường khó gặp, hôm nay lại đến đông đủ. Có võ giả kinh ngạc. Lục Lâm Thiên của nhà họ Lục, chẳng phải giới võ đạo lan truyền tin ông ta bị phế rồi sao? Sao bỗng nhiên lại không sao? Một võ giả khác nén thấp giọng nói, theo thông tin của tôi. Nghe nói có một thần y trẻ đi vào nhà họ Lục, sử dụng quỷ môn thập tam châm chữa khỏi cho Lục Lâm Thiên. Cái gì? Võ giả xung quanh đều kinh ngạc. Suýt! Quỷ môn thập tam châm. Vãi, là loại châm pháp mà theo truyền thuyết, chỉ cần còn một hơi thở. Thì có thể cướp người về từ tay Diêm Vương phải không? Quỷ môn thập tam châm xuất hiện rồi. Một loạt võ giả gần đó đều mở to con mắt. Quay sang nhìn nhau. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến. Lâm Thương Hải và Vạn Lăng Phong đi theo phía sau, còn dẫn theo một đoàn trưởng lão của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam. Bỗng nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, có cảm giác ngọa hổ tàng long chưa? Diệp Bắc Minh gật đầu, cảm nhận được rồi. Ít nhất có mười mấy khí tức có thể uy hiếp tôi. Nhưng, cũng chỉ là uy hiếp thôi.
Nếu những võ giả đó nghe được lời này, chắc chắn sẽ chấn kinh đến chết. Mẹ kiếp! Ở đây có 100 mấy chục ngàn võ giả. Gần như tất cả võ giả hàng đầu của Á Châu đều đến. Mới chỉ có 10 mấy khí tức có thể uy hiếp cậu. Chỉ là uy hiếp. Cậu muốn nghịch thiên hả? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, nếu để tôi giúp, cậu bùng phát toàn bộ thực lực, không ai có thể uy hiếp cậu. Diệp Bắc Minh gật đầu. Có Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ở đây, anh không lo lắng có nguy hiểm. Đồng thời, Diệp Bắc Minh còn phát hiện một vài gương mặt quen thuộc. Hai bố con Lục Lâm Thiên và Lục Khi Xương thì không cần nói. Ở gần bọn họ, còn có một vài võ giả cũng cường mạnh như Lục Lâm Thiên. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, đó đều là võ giả của gia tộc ẩn thế khác. Đám người Khương Sơn Hà và Khương Hàn Nguyệt cũng ở trong đám đông, có lẽ là nhà họ Khương cổ võ. Ở bên khác, thế gia của Long Đô sớm đã ngồi vào vị trí. Đám người nhà họ Tần, nhà họ Hoa, nhà họ Diệp, nhà họ Phó. Diệp Cấm Thành dẫn theo cháu gái Diệp Như Ca. Còn có nhà họ Hàn của Trung Hải. Hai ông cháu Hàn Kim Long, Hàn Nguyệt. Tô Mạc Già cũng có mặt trong đám đông, ngồi cùng một khu vực với thế gia của Trung Hải. Cô ta vẫy tay với Diệp Bắc Minh từ xa, tiểu sư bá. Đều là người quen. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên dẫn đầu, thay mặt cho nhà họ Ngụy ngồi vị trí gia chủ. Ngụy Yên Nhiên lập tức phát hiện ra Diệp Bắc Minh, chậm rãi đứng lên, ánh mắt rất phức tạp. Diệp Bắc Minh cười và gật đầu với cô ta. Phù! Đám người nhà họ Ngụy thở nhẹ nhõm, suýt nữa suy sụp. Tốt quá, Diệp Bắc Minh không có ý tiếp tục đối phó nhà họ Ngụy chúng ta. Xem ra gia chủ đúng là người phụ nữ của anh ta. Một vài người có cương vị cao nhà họ Ngụy được một phen sợ hãi. Họ vốn là người của chi khác, bây giờ lắc mình một cái, biến thành người có cương vị cao nhà họ Ngụy. Ngụy Yên Nhiên cười khổ không thôi, cô ta và Diệp Bắc Minh đâu có quan hệ nam nữ gì. Những người này chỉ nghĩ lung tung. Một cô gái trong đám đông kích động, sư phụ, anh ta đến rồi. Tối hôm đó, cảnh tượng Diệp Bắc Minh đánh chết Khương Sơn Điêu vẫn còn như hiện ngay trước mắt. Phong Cửu U nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đến rồi. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Trẻ quá, những lời đồn về cậu ta đều là thật sao? Rất nhiều võ giả chưa từng gặp Diệp Bắc Minh, đều hiếu kỳ nhìn qua. Có người chấn kinh. Có người nghi hoặc. Có người nổi hứng thú. Có người nổi sát ý băng lạnh. Một tháng gần đây, cả Á Châu gần như ngày nào cũng có thể nghe được cái tên của Diệp Bắc Minh. Có người thấp giọng nói, nghe nói mấy ngày trước, anh ta còn đến Âu Châu một chuyến, không biết có thật không? Lâm Thương Hải lên tiếng, thiếu chủ, chúng ta mau vào ngồi đi. Chủ nhân, vào ngồi trước rồi tính. Vạn Lăng Phong cũng gật đầu. Ở đây có quá nhiều võ giả khủng bố. Bởi vì Diệp Bắc Minh xuất hiện, cho nên rất nhiều người nhìn qua. Áp lực của hai người rất lớn. Diệp Bắc Minh tiện miệng đáp lại, được. Thiếu chủ, Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam chúng ta ngồi bên này. Lâm Thương Hải chỉ vào một góc. Ở gần cuối. Gần như là ở bên rìa của hội trường võ đạo. Hơn nữa cũng chỉ có băng ghế nhỏ bình thường. So với ghế thái sư gỗ lim ở khu vực chính giữa, đúng là khác một trời một vực. Vô cùng tồi tàn. Diệp Bắc Minh quay người, đi về phía khu vực trung tâm hội trường, đi thôi, chúng ta đổi vị trí. Cái gì? Lâm Thương Hải và Vạn Lăng Phong quay sang nhìn nhau. Dẫn người vội vàng đi theo. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, đi đến trung tâm của hội trường võ đạo. Anh nhìn thấy một lá cờ tổ quốc của Đông Doanh ở vị trí hàng đầu tiên. Bên cạnh đều là ghế thái sư gỗ lim cao cấp. Người Đông Doanh tạm thời chưa đến. Cho nên không có ai ngồi đó. Phập. Diệp Bắc Minh đập một chưởng qua, đánh nát vụn lá cờ của Đông Doanh. Chúng ta ngồi ở đây. Soạt. 100 mấy chục ngàn võ giả có mặt đều nhìn qua, tất cả đều ngẩn người. Trực tiếp cướp vị trí của người Đông Doanh. Mẹ kiếp, anh ta cũng thật bá đạo quá. Quá ngông cuồng. Lục Lâm Thiên kinh hãi, cậu ta đang làm gì vậy? Lục Khi Xương cũng thộn người. Hàn Kim Long giật mí mắt. Hàn Nguyệt há hốc cái miệng nhỏ. Diệp Cấm Thành cũng không ngờ. Con mắt của Diệp Như Ca lóe lên. Ánh mắt của đám người nhà họ Tần, nhà họ Hoa, nhà họ Phó đều nghiêm trọng.
Phong Cửu U mỉm cười, đúng là rất cá tính. Bỗng nhiên, giọng của một cô gái đông doanh vang lên, Diệp Bắc Minh, anh đang làm gì vậy? Coi thường quy tắc của Đại hội Võ Đạo phải không? Đây là vị trí của đảo quốc đông doanh, anh cũng dám cướp. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, là ai cho phép người đông doanh tham dự Đại hội Võ Đạo, đã hỏi tôi chưa? Uy Hoàng cũng bị tôi giết rồi, cô là cái thá gì? Cũng dám sủa trước mặt tôi. Một trăm mấy chục ngàn người cùng nín thở. Cả hội trường Đại hội Võ Đạo. Yên lặng. Gà rừng. Cô ta đường đường là công chúa đông doanh, thế mà bị nhục nhã gọi là một con gà rừng. Miyako Aiko tức giận, anh nói bậy bạ gì vậy? Phụ hoàng tôi chết bệnh, bây giờ em trai tôi kế thừa ngôi vị hoàng đế, cái gì gọi là bị giết? Cô ta lại cường điệu một lần, nghe rõ đây, phụ. Hoàng, tôi, chết, bệnh. Đương nhiên không thể thừa nhận được. Uy Hoàng bị Diệp Bắc Minh giết. Một khi thừa nhận chuyện này, đảo quốc Đông Doanh sẽ bị phá hoại. Chắc chắn không thể ngóc đầu lên được trên quốc tế. Rất nhiều võ giả đều vô cùng kinh ngạc. Uy Hoàng tiền nhiệm là bị Diệp Bắc Minh giết. Không phải Đông Doanh tuyên bố với bên ngoài là Uy Hoàng tiền nhiệm chết bệnh sao? Bởi vì tin tức bị chặn, cho nên rất nhiều người đều không biết chuyện đã xảy ra ở Đông Doanh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh thật kỹ. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, Diệp Bắc Minh, cậu đang làm cái gì đấy? Cậu không có tên tuổi, không có địa vị trong giới võ đạo, có tư cách ngồi ở vị trí của đảo quốc Đông Doanh sao? Đám võ giả trong đại hội võ đạo đều nhìn qua. Người nói chuyện chính là một ông lão dáng người gầy yếu, có một loại khí tức khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Là Bùi lão. Mọi người chấn động. Bọn họ đã nhận ra ông lão vừa lên tiếng. Nhà họ Bùi là gia tộc người thủ hộ của Long Quốc, Bùi lão lại là một trong những trọng tài của đại hội võ đạo lần này. Ông ta đã tự mình mở miệng, Diệp Bắc Minh còn dám lỗ mãng nữa ư? Một số võ giả không ngừng cười lạnh. Bùi Thiên Nhận, gia tộc ẩn môn nhà họ Bùi, võ tôn hậu kỳ, sắp đến đỉnh phong. Diệp Bắc Minh thở ơ, không để ý đến Bùi Thiên Nhận. Diệp Cấm Thành kêu to không tốt, nguy rồi, gặp phải chuyện không may rồi. Hàn Kim Long ở một bên mỉm cười, Diệp lão ca đừng hoảng hốt, tôi tin tưởng Diệp tiên sinh. Ông nội, đó chính là nhà họ Bùi, Hàn Nguyệt vô cùng lo lắng. Hàn Kim Long lại lắc đầu, nhà họ Bùi thì sao chứ? Lấy tính cách của Diệp tiên sinh, sẽ không có người nào có thể khiến cậu ấy sợ hãi, chỉ là nhà họ Bùi thôi, không trấn áp cậu ấy được. Những người khác ở đây đều nhìn qua. Bùi Thiên Nhận thấy Diệp Bắc Minh không để ý đến mình, lửa giận trong lòng bốc lên, Diệp Bắc Minh, lão phu nói với cậu đấy, cậu không nghe thấy sao? Còn không mau cút đi. Long Quốc là một nước lớn, chúng ta phải có phong thái của một nước lớn. Cậu cướp đoạt vị trí của bạn bè đông doanh như vậy, cậu làm mất hết mặt mũi của Long Quốc rồi. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ông nói với tôi như thế là chán sống rồi sao? Một sát ý lạnh như băng đánh úp lại. Cái gì? Đậu má? Xung quanh chấn động. Trái tim của mọi người đều run lên, điên cuồng ngoáy lỗ tai mình. Mình nghe nhầm rồi sao? Diệp Bắc Minh lại còn nói Bùi Thiên Nhận chán sống. Cậu ấy không biết gia tộc người thủ hộ đại diện cho điều gì sao? Đó chính là thần bảo vệ của Long Quốc, tất cả mọi chuyện trong giới võ đạo của Long Quốc gần như đều do gia tộc người thủ hộ quyết định. Quyền thế ngập trời. Cậu muốn chết. Bùi Thiên Nhận quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời. Ông ta lập tức bùng nổ, hóa thành một bóng đen lao về phía Diệp Bắc Minh. Sau đó biến hóa bàn tay thành hình dáng của kim long năm móng. Chụp vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ngồi ở chỗ kia, không có chút phản ứng. Bị dọa ngốc rồi. Ngu xuẩn, dám tranh cãi với Bùi lão như thế, đây là chính cậu ấy muốn chết. Bị khí thế của Bùi lão đánh úp, Diệp Bắc Minh cũng không dám động đậy. Rất nhiều võ giả đều lắc đầu. Miyako Aiko cũng rất bất ngờ, cô ta không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại ngu xuẩn như vậy. Lại dám chọc giận người của gia tộc người thủ hộ kiêm trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Nếu Bùi Thiên Nhận có thể giết Diệp Bắc Minh, vậy thì đúng là tốt quá. Cô gái đứng sau Phong Cửu U lo lắng nói, sư phụ, anh ấy có thể là đối thủ của Bùi Thiên Nhận không? Phong Cửu U lắc đầu, khó mà nói. Lúc này, Bùi lão đã sắp xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh, móng nhọn chộp về phía thiên linh cái của anh. Trong phút chốc,
Diệp Bắc Minh nâng tay lên tung một quyền vào ngực Bùi lão. Một tiếng nổ ầm vang lên, Bùi lão trực tiếp bay ra ngoài. Ông ta liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm máu trên không trung, rơi vào trong đám người. Chuyện này, sao có thể? Mọi người kiêu ngạo kêu lên. Soạt 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 soạt. Hơn 100.000 võ giả đứng lên. Hoàn toàn sôi trào. Kinh ngạc đến mức trái tim cũng sắp nổ tung. Diệp Cấm Thành đứng bật dậy, không dám tin, đậu má. Diệp Như Ca kinh ngạc, ông nội, không được nói bậy. Khụ khụ khụ. Khuôn mặt già nua của Diệp Cấm Thành đỏ lên, thật sự là không nhịn được, mẹ nó quá kinh người. Hàn Kim Long mỉm cười, Diệp lão ca, ông đã nhìn thấy chưa? Diệp Cấm Thành vô cùng khiếp sợ, không ngừng lắc đầu, cậu nhóc này, đúng là tôi đã xem nhẹ cậu ấy rồi. Vèo, vèo, vèo. Ba bóng người đột nhiên lao ra, đồng loạt ra tay đỡ lấy Bùi lão. Bùi Thiên Nhận vững vàng rơi xuống đất, lồng ngực lõm xuống, khóe miệng chảy máu tươi, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau nhức. Cậu! Bùi Thiên Nhận ôm ngực. Con người co rút. Ông ta quá đỗi kinh ngạc. Mặc dù ông ta đã từng nghe nói một vài chuyện về Diệp Bắc Minh, nhưng thật không ngờ, thực lực của anh lại khủng bố như thế. Ông ta vẫn cho rằng, Diệp Bắc Minh có thể làm ra việc này, tất cả đều là sư tỷ sau lưng cậu ta tạo ra. Bây giờ xem ra, kẻ này không phải người bình thường. Thực lực không thể khinh thường. Trong ba lão già đỡ được Bùi Thiên Nhận. Một người lạnh lùng nói, Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan, lại dám ra tay với trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Khương Thất Huyền đến từ nhà họ Khương cổ võ. Một trong những trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Diệp Bắc Minh không chút khách khí nói, là ông ta ra tay với tôi trước, một quyền của tôi không đánh chết ông ta đã là may mắn rồi. Vừa rồi Diệp Bắc Minh không hề dùng Long Đế Quyết. Chỉ dùng Thương Long Kình mà thôi. Mới một quyền mà Bùi Thiên Nhận đã không chịu nổi. Nếu dùng cả Long Đế Quyết, Bùi Thiên Nhận đã sớm hóa thành mưa máu dưới một quyền đó rồi. Một lão già khác nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cậu muốn đại náo đại hội võ đạo đúng không? Vân Phá Tiêu đến từ gia tộc lánh đời, nhà họ Vân. Một trong những trọng tài của đại hội võ đạo. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Vân Phá Tiêu, xen vào việc của người khác sao, muốn cùng chết với hai lão già này à? Cậu nói cái gì? Ngay cả người có thân phận như Vân Phá Tiêu cũng phải sửng sốt. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Bắc Minh lại trả lời mình như thế. Cậu! Một ngọn lửa giận ngút trời trong nháy mắt tràn ngập hai mắt của Vân Phá Tiêu, được, được lắm, được lắm. Diệp Bắc Minh, cậu dám không coi quy định của Đại hội Võ Đạo ra gì, một mình cướp đoạt vị trí của quốc gia khác, còn làm trọng tài bị thương. Tội không thể tha thứ. Người đâu, bắt tên này lại cho tôi, phế bỏ tu vi của cậu ta, nhốt trong núi Nhật Nguyệt. Rõ. 30 bóng người khủng bố xuất hiện. Bọn họ mặc trang phục giống nhau, xếp hàng chỉnh tề, không ngờ đều là cảnh giới võ tôn từ sơ kỳ đến trung kỳ. Trời! Võ giả ở đây nhìn thấy 30 người này đều tê dại cả da đầu, hít một hơi lạnh. Đây là đội chấp pháp thủ hộ của Long Quốc. Có bọn họ tỏa trấn Long Quốc, võ giả của những quốc gia khác mới không dám tới xâm phạm. 30 người thủ hộ của đội chấp pháp lao lên, ánh mắt của mỗi người đều lạnh như băng. Miyako Aiko suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, ngu xuẩn. Đắc tội gia tộc người thủ hộ của Long Quốc, chắc chắn anh sẽ phải chết. Người Long Quốc cũng quá ngu xuẩn, chỉ biết nội chiến. Ha ha, Miyako Aiko cực kỳ vui vẻ. Lúc này, ngay cả Hàn Kim Long cũng phải thay đổi sắc mặt, xong rồi, xong rồi. Diệp Cấm Thành không ngừng thở dài, cậu ấy, ôi trời. Sao cậu ấy không biết kiềm chế tính tình một chút chứ? Hàn Nguyệt và Diệp Như Ca cũng mặt xám như cho tàn. Đắc tội đội chấp pháp thủ hộ, còn sống như thế nào nữa? Cho dù Long Chủ ở đây cũng không có cách nào. Tô Mạc Già biến sắc, bấm một dãy số điện thoại, lo lắng dậm chân, sư phụ, bắt máy đi mà. Khuôn mặt tươi cười của Ngụy Yên Nhiên cũng trắng bệch. Cô ta siết chặt 10 ngón tay, đầu ngón tay trắng bệch. Trong đôi mắt phần đục của ba lão giả ba thế gia ở Long Đô nhà họ Tần, nhà họ Hoa, nhà họ Phó hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Giọng nói trong tháp càn khôn chấn ngục truyền đến, nhóc con, cậu tính sao? Diệp Bắc Minh có chút điên cuồng, ha ha, sợ cái gì chứ? Bọn họ dám ra tay, tôi sẽ giết hết toàn bộ.
Hôm nay, tôi muốn giết sạch toàn bộ những kẻ dối trá ở đây, giết đến mức long trời lở đất. Đột nhiên, một giọng nói già nua truyền đến, được rồi, dừng ở đây đi. Ba người Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu đều kinh ngạc. Những võ giả khác cũng đều quay đầu lại. Phong Cửu U, Võ Lâm Minh chủ tiền nhiệm. Đồng tử của ba người co rút lại. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau. Phong Cửu U đã mở miệng, những người khác còn dám lằng nhằng nữa sao? Chỉ có thể nuốt cơn giận này xuống, phun ra một chữ, vâng. 30 người thủ hộ của đội chấp pháp xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn có một số người rất vọng. Cô gái sau lưng Phong Cửu U khó hiểu, sư phụ, người nói chuyện giúp anh ấy làm gì? Ánh mắt của Phong Cửu U rất thâm thúy, Long Quốc vất vả lắm mới có một thiên tài trẻ tuổi, không thể để cậu ấy chết non như vậy được. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, duỗi eo một cái. Lại ngáp một cái. Vô cùng lười nhác. Vèo. Không ít lão tiền bối giới võ đạo đều nhướng mày, kẻ này đúng là không coi ai ra gì. Cậu ấy tỏ ra lười nhác như thế, đúng là khiến Phong Minh chủ khó xử. Cô gái kia cả giận nói, sư phụ, người xem anh ta có thái độ gì thế kia. Không ngờ còn không nói một tiếng cảm ơn. Phong Cửu U nhíu mày. Có chút thất vọng rồi. Thiên phú tu võ là một chuyện, ngông cuồng thì ngông cuồng, chẳng lẽ ngay cả đạo lý làm người cơ bản nhất cũng không hiểu sao. Không ngờ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh đã làm ra làm hành động khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ. Vèo. Anh bước ra từng bước một, không ngờ lại đứng trên đài võ đạo chính giữa hội trường võ đạo. Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Diệp Bắc Minh trên sân. Cậu ấy muốn làm gì? Không biết nữa. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Ngay cả Lâm Thương Hải cũng ngây ra, Lăng Phong, thiếu chủ muốn làm gì thế? Ánh mắt của Vạn Lăng Phong lóe lên, suy nghĩ một lát mới hít một hơi lạnh, lấy thái độ làm người của chủ nhân, chẳng lẽ cậu ấy? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh chậm rãi mở miệng nói, Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu. Mấy người có dám lên sân võ đạo đánh một trận với Diệp Bắc Minh tôi không? Khóe miệng Vạn Lăng Phong run rẩy, quả nhiên. Giây tiếp theo. Thế giới im lặng, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu óc của hơn 100.000 võ giả ở đây đều trống rỗng. Hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Suốt một phút đồng hồ, cả đại hội võ đạo đều không phát ra chút âm thanh nào. Đừng nói là đám võ giả này, ngay cả ba người Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu đều chấn động. Đột nhiên quên phản ứng. Vân Phá Tiêu không thể nhịn được nữa, cả giận nói, Diệp Bắc Minh, cậu nói cái gì? Điều này khiến người ta rất nhục nhã. Mí mắt của Khương Thất Huyền nhảy mạnh, hét to nói, Diệp Bắc Minh, trên đài võ đạo, lời nói ra đều như bát nước đổ đi, cậu có biết đây là điều không thể thay đổi không? Lửa giận tận trời. Bùi Thiên Nhận điên cuồng cười, ha ha, Phong Minh Chủ, ông đã nhìn thấy chưa? 2. Phong Cửu U thở dài một tiếng. Đối với võ giả mà nói, sân võ đạo chính là tất cả. Chỉ cần đi lên đài võ đạo, bắt đầu khiêu chiến. Hoặc là không đồng ý, nhận thua. Nếu như dám lên đài đánh một trận, nếu chết trận, pháp luật cũng không thể xử lý hung thủ giết người. Bùi Thiên Nhận nhe răng cười một tiếng, nhảy lên trên đài võ đạo, phát ra một tiếng nổ tung. Bùi Thiên Nhận, nhận khiêu chiến. Khương Thất Huyền, nhận khiêu chiến. Vân Phá Thiên, nhận khiêu chiến. Ba bóng người đứng trên đài võ đạo giống như ba ngọn núi lớn. Chèn ép khiến người ta không thở nổi. Tuy Bùi Thiên Nhận bị thương, gãy xương sườn. Nhưng oán hận với Diệp Bắc Minh cũng đủ để ông ta chống đỡ khiêu chiến. Càng đừng nói đến còn có hai võ tôn hậu kỳ nữa đứng ở trên đài võ đạo. Ba người bắt tay có thể dễ dàng giết được Diệp Bắc Minh. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Bắc Minh, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh. Vèo. Lướt qua. Không một động tác thừa, chỉ trực tiếp phóng ra. Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu bị dọa nhảy dựng, Diệp Bắc Minh lại dám chủ động ra tay với bọn họ. Bùi Thiên Nhận nhíu mày, tên nhóc này có lực lượng rất khủng bố, thanh kiếm kia cũng rất quỷ dị, hai người phải cẩn thận. Vân Phá Tiêu khinh thường, yên tâm, cậu ta không thể làm gì được. Ông ta còn chưa nói ra chữ tôi,
Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước mặt Vân Phá Tiêu một cách quỷ dị. Thân pháp thật nhanh, kiếm đoạn long đâm ra. Phập, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Vân Phá Tiêu như đâm qua đậu hũ. A, ông ta kêu thảm thiết, sợ tới mức trái tim đều muốn vỡ ra. Vân Phá Tiêu hoảng sợ, cậu. Diệp Bắc Minh điên cuồng cười một tiếng, lão già kia, vừa rồi là ông ngông cuồng nhất đúng không? Thích xen vào việc của người khác à? Chết đi cho ông. Kiếm đoạn long run lên, nội lực bùng nổ. Vân Phá Tiêu nổ tung giống như dưa hấu, máu nhuộm đỏ cả đài võ đạo. A, à, bên dưới võ đạo truyền đến những tiếng hít khí lạnh hoảng sợ. Đậu má, đây chính là võ tôn hậu kỳ. Đám người Diệp Cấm Thành, Hàn Kim Long suýt nữa cắn trúng lưỡi. Hàn Nguyệt và Diệp Như Ca nhìn chằm chằm đài, đôi mắt đẹp gần như không hề chớp. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải quay sang nhìn nhau, đều bị thực lực của Diệp Bắc Minh làm cho chấn động. Đám võ giả khác thậm chí còn nghi ngờ. Vân Phá Tiêu là võ tôn hậu kỳ thật sao? Sao lại giống như một tờ giấy, vừa đâm một cái đã thủng rồi? Phong Cửu U cũng lắp bắp kinh hãi, tên nhóc này, thân pháp nhanh thật, kiếm cũng rất nhanh. Cô gái sau lưng kích động đến mức đỏ bừng mặt, há to miệng thở dốc. Vân Huynh, Bùi Thiên Nhận sợ tới mức da đầu run lên, vào lúc Vân Phá Tiêu chết đi, ông ta cũng đã hối hận. Diệp Bắc Minh khủng bố vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Một cảm giác hoảng sợ nảy lên trong lòng. Diệp Bắc Minh xông đến đây. Thân pháp của anh vô cùng quỷ dị, tốc độ kinh người. Cầm kiếm đoạn long đánh tới. Bùi Thiên Nhận cắn răng một cái, lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào, trong nháy mắt đã khôi phục thương thế. Diệp Bắc Minh, mẹ nó cậu hãy chết đi. Nội lực phun ra ầm ầm, gần như hình thành bóng dáng một con gấu chó sau lưng ông ta. Đây là nội lực biến thành. Ông ta tung một quyền. Nắm đấm va chạm với kiếm đoạn long, có thể tưởng tượng được kết quả. Ầm. Nắm đấm của Bùi Thiên Nhận nổ tung, cánh tay lập tức biến mất. Kiếm đoạn long không đâm vào lồng ngực ông ta, mà chém nứt hông ông ta. Cậu, rốt của cậu là thực lực gì? Khương Thất Huyền sợ tới mức vỡ mật, tròng mắt như sắp lồi ra. Diệp Bắc Minh không trả lời, cầm kiếm đánh tới. Anh giống như thần chết vậy. Vân Phá Thiên bị một kiếm đâm chết. Bùi Thiên Nhận cũng bị chém đứt eo. Bây giờ còn chưa đến một phút đồng hồ nữa. Khương Thất Huyền bị dọa sợ chết khiếp, ông ta lui về phía sau đến bên cạnh đài võ đạo, hô lên, đầu hàng, tôi đầu hàng. Làm sao còn quan tâm đến việc mình có phải trọng tài đại hội võ đạo hay không? Có phải người của gia tộc cổ võ hay không? Diệp Bắc Minh buồn cười, muộn rồi. Cậu! Khương Thất Huyền sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, xoay người bỏ chạy, không chút do dự nhảy khỏi đài. Diệp Bắc Minh đuổi theo, giơ kiếm đoạn long lên chém về phía sau lưng Khương Thất Huyền. Dừng tay! Đám người nhà họ Khương giống to. Các trọng tài khác trong đại hội võ đạo cũng quá sợ hãi, Diệp Bắc Minh, Khương Thất Huyền đã muốn đầu hàng, cậu còn dám ra tay. Rời khỏi đài võ đạo, luận võ đã chấm dứt, cậu còn muốn giết người sao? Diệp Bắc, đám trọng tài vừa nói được một nửa. Phập, kiếm đoạn long chém vào lưng Khương Thất Huyền, cả người ông ta bị nội lực mạnh mẽ đánh tan, máu tươi bắn đầy người đám trọng tài gần đó. Cậu, Diệp Bắc Minh. Đám trọng tài vô cùng tức giận, vỗ bàn đứng lên, tất cả khí thức khủng bố đều tỏa ra mãnh liệt. Đội chấp pháp thủ hộ đâu? Đi ra, tất cả đều đi ra, bắt Diệp Bắc Minh cho tôi. Dám can đảm phản kháng, giết không tha. Đám trọng tài của đại hội võ đạo gần như là giống lên. Vèo, vèo, vèo. Vô số bóng người lao ra, vây xung quanh Diệp Bắc Minh chật như nêm cối. Một loại khí thế đáng sợ bao phủ khắp hội trường võ đạo. Đang định ra tay. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, sư đệ tôi giết người ở trên đài võ đạo là hợp lý hợp pháp. Mấy người cố tình làm vậy đúng không? Bốn người phụ nữ xinh đẹp sóng vai đi tới. Người này còn nghiêng nước nghiêng thành hơn người kia. Trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Thập sư tỷ Vương Như Yên. Cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Thất sư tỷ Liễu Như Khanh. Một khí thế mạnh mẽ truyền đến, đám người trong đại hội võ đạo nhìn thấy bốn người phụ nữ này, tất cả đều vô cùng sợ hãi. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, các vị sư tỷ, sao mấy người lại đến đây?
Vương Như Yên thản nhiên cười, tiểu sư đệ, nếu là đại hội võ đạo, sao mấy chị không đến chứ? Lục Tuyết Kỳ vô cùng mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn đám trọng tài của đại hội võ đạo, có phải có người bắt nạt em hay không, chị đến làm chỗ dựa cho em. Tô Mạc Già cười kêu lên, sư phụ. Một ông lão để dâu bình tĩnh ra mặt, Lục Tuyết Kỳ, cô là đại soái của Long Hồn, chẳng lẽ muốn làm việc riêng trái pháp luật sao? Khương Đông Tân, quản lý nhà họ Khương cổ võ. Một trong những trọng tài của đại hội võ đạo. Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười, làm việc riêng trái pháp luật. Trên đài võ đạo, số chết đều do số phận. Sư đệ tôi ở trên đài võ đạo quang minh chính đại giết ba người, như thế là trái với quy định sao? Ánh mắt của Khương Đông Tân lạnh như băng, Vân Phá Thiên và Bùi Thiên Nhận chết ở trên đài võ đạo là đúng, nhưng Khương Thất Huyền thì sao? Ông ta đã muốn đầu hàng, Diệp Bắc Minh lại vẫn đuổi theo ra khỏi phạm vi của đài, tàn nhẫn sát hại ông ta. Dựa theo quy định trong giới võ đạo, người như thế nên bị hủy bỏ võ công. Cắt bỏ tứ chi rồi ném xuống núi Nhật Nguyệt đi. Một số người phán xử khác cũng gật đầu theo. Rất tốt. Tôi đồng tình. Không chừng chị Diệp Bắc Minh thì không tài nào làm quần chúng tin phục được. Người tu võ của nhà họ Khương, nhà họ Bùi và nhà họ Vân cũng theo đó mà hét. Không chừng chị Diệp Bắc Minh thì không tài nào làm quần chúng tin phục. Xin Minh Chủ Phong quyết định. Minh Chủ Phong, xin hãy cho chúng tôi một phán quyết thật công bằng. Đất trời dậy sóng. Từng đợt nối tiếp nhau. Xin hãy cho chúng tôi một phán quyết công bằng. Âm thanh chói tai. Minh Chủ Phong, ngài thấy sao? Khương Đông Tân nở nụ cười cay nghiệt, hôm nay ông ta nhất định sẽ gây áp lực hại chết Diệp Bắc Minh. Trước mặt nhiều người như vậy, Phong Cửu U đâu thể nào vì lợi ích cá nhân mà lách luật được. Dầm. Giây tiếp theo. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Phong Cửu U. Phong Cửu U ngồi trên đài cao. Im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, Diệp Bắc Minh là một hạt giống tốt, một trong số ít những thiên tài võ thuật của Long Quốc. Nếu không thì như vậy, cái chết của Khương Thất Huyền, Minh Chủ tôi đây sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Kể từ bây giờ, Phong Cửu U tôi sẽ từ bỏ vị trí Minh Chủ võ lâm, mọi người cũng đừng truy cứu Diệp Bắc Minh nữa. Đồng thời, Phong Cửu U cũng thu nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử cuối cùng của mình, xin các vị đồng môn võ lâm nể mặt tôi một chút. Xung quanh yên ắng, im lặng như tờ, toàn bộ hội trường võ đạo hơn mấy trăm nghìn người, ai nấy đều thất thanh. Chỉ chốc lát sau, đùng một tiếng cả đại hội võ đạo gần như nổ tung. Cái gì cơ? Minh Chủ Phong muốn nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử. Má ơi, có thật không vậy? Minh Chủ Phong là võ thánh cơ mà. Con mẹ nó, Diệp Bắc Minh có vận may gì mà lại được Minh Chủ Phong thu làm đệ tử chứ? Đám đông bàn luận tới tấp. Tình cảnh sôi nổi. Con người của đám thế gia Long Đô kia lại càng co rút dữ dội. Cô gái đằng sau Phong Cửu U cũng ngạc nhiên, sư phụ, người thật sự muốn nhận anh ta làm đồ đệ sao? Những người trẻ tuổi khác sau lưng ông ta cũng toát ra lòng ghen ghét nồng nặc từ trong đôi mắt. Bọn họ đến từ các gia tộc ẩn thế và gia tộc cổ võ, cũng chỉ có thể làm đệ tử trên danh nghĩa mà thôi. Diệp Bắc Minh thế mà lại được làm đệ tử cuối cùng. Má! Anh ta dựa vào đâu cơ chứ? Diệp Như Ca hoài nghi hỏi, ông ơi, làm gì mà mấy người này kích động quá vậy? Không phải chỉ là đệ tử cuối cùng thôi sao, công nhận cái người Minh Chủ Phong gì gì đó mạnh thật, nhưng mà Diệp Bắc Minh cũng đâu có kém. Diệp Cấm Thành ngẩn người, trợn mình nhìn Diệp Như Ca nói, Như Ca, đừng có nói bậy nói bạ. Diệp Như Ca tặc lưỡi, ông à, sao ông lại nói cháu như vậy? Thật sự là cháu không thấy Minh Chủ Phong có gì đặc biệt hơn người bình thường cả. Cháu thật là... Diệp Cấm Thành thở dài một hơi, cháu đã được tông môn của Côn Luân Hư tuyển chọn, là người sắp sửa tiến vào địa bàn Côn Luân rồi. Sao có thể không biết ý nghĩa của người thủ hộ cho Long Quốc chứ? Phong Cửu U là một trong 9 hộ vệ chính của Long Quốc đó. Cũng là một trong 9 vị võ thánh của Long Quốc. Lại còn là một cao thủ trong số 9 vị cao thủ đứng đầu Long Quốc nữa. Cho dù là quốc chủ của Long Quốc đến gặp ông ta cũng đều phải kính sợ ba phần. Diệp Cấm Thành tiếp tục nói, Diệp Bắc Minh quả thật rất có triển vọng, nhưng nếu so với Phong Cửu U thì vẫn còn kém xa. Diệp Như Ca ngây người, Minh Chủ Phong mạnh tới vậy sao? Nếu như Diệp Bắc Thần trở thành đệ tử của Phong Cửu U thì chẳng phải là một bước lên mây à? Diệp Cấm Thành gật đầu. Một bước lên mây?
thật sự là một bước lên mây đó. Chỉ cần Diệp Bắc Minh gật đầu, ngay lập tức bái sư. Sau này ở Long Quốc sẽ không có bất kỳ người nào dám động tới một sợi lông của Diệp Bắc Minh nữa. Cho dù là gia tộc ẩn thế hay gia tộc cổ võ cũng đều không được. Khương Đông Tân sững sờ, trong lúc nhất thời chợt không phản ứng kịp. Nuốt nước miếng hỏi, Minh Chủ Phong, ông nói cái gì cơ? Một lão già đầu chọc khác cũng bước ra một bước, Minh Chủ Phong à ông chắc chưa? Lời đã nói cũng như nước tạt đi vậy, ông có chắc mình sẽ làm thế không? Lão già thứ ba bước ra, Minh Chủ Phong, ông không đùa đấy chứ? Minh Chủ Phong. Phong Cửu U gật đầu, rất chắc chắn. Những người phán quyết của đại hội võ đạo này lần lượt nhìn nhau. Mạnh mẽ gật đầu. Một tên Diệp Bắc Minh thôi mà, không giết cũng chả có sao. Nhưng việc Phong Cửu U từ bỏ vị trí minh chủ võ lâm cũng tương đương với từ chức. Như vậy chẳng phải sau này giới võ đạo ở Long Quốc sẽ hoàn toàn do bọn họ quản lý ư? Các loại tài nguyên tu võ, thế lực, tài sản, địa vị của bọn họ cũng sẽ tăng vọt. Mà tất cả những gì họ cần làm chỉ là thả Diệp Bắc Minh ra thôi. Thật sự quá có lợi. Đôi đồng tử của Phong Cửu U trầm xuống, đặt lên người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, bốn cô gái này là sư tỷ của cậu, vậy chắc chắn cậu đã có sư môn rồi. Tôi không quan tâm sư phụ của cậu đến từ môn phái nào, chỉ cần hiện tại cậu đứng trước toàn bộ võ giả trong thiên hạ mà tuyên bố vạch rõ ranh giới với sư phụ của cậu. Giọng điệu ngạo mạn, có vẻ như đang ra lệnh. Quỳ xuống cúi đầu, bái tôi làm thầy. Những chuyện khác, Phong Cửu U tôi sẽ tự giải quyết với các sư phụ của cậu. Phong Cửu U vừa là minh chủ võ lâm, vừa là một trong 9 hộ vệ chính của Long Quốc. Thực lực cấp bậc võ thánh. Nói chuyện với Diệp Bắc Minh như vậy cũng đã là nể mặt lắm rồi. Một vài võ giả nhỏ giọng mắng chửi, con mẹ nó, thằng nhóc này may mắn thật sự. Mẹ kiếp, đã đẹp trai rồi thì thôi đi. Lại còn có 4 vị sư tỷ xinh đẹp như vậy. Hiện tại lại còn được Minh Chủ Phong nhận làm đệ tử cuối cùng, thật sự là người so với người sẽ làm người tức chết. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng là Diệp Bắc Minh sẽ đồng ý. Ngay giữa đài võ đạo, vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng buồn cười, ông là cái củ hành gì, bắt tôi phải vạch ra ranh giới với sư phụ tôi rồi bái ông làm thấy. Ông xứng chắc, đù má, câu này vừa nói xong. Cả đại hội võ đạo đều im lặng. Im đến mức như là tận thế. Nụ cười trên mặt Phong Cửu U cứng lại, chợt trở nên lạnh lùng cực kỳ. Cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào cười lớn, ha ha, ông sẽ tự giải quyết với sư phụ của bọn tôi cơ á. Tôi chỉ sợ ông còn chưa kịp nhìn thấy mấy lão già trẻ con đó là đã bị hù chết rồi ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.